chương 145 Em giới xâm lấn Cấu trúc của luân truyền tháp hoàn toàn phong bế, trừ lối ra vào duy nhất là đại môn ở lầu 1, theo lý mà nói không thể nào mở ra từ bên trong. Mọi người vạn lần cũng không nghĩ tới sẽ có người bị đá ra từ bên trong tháp, lúc ấy bọn họ còn đang khiếp sợ vì lục trầm hàn xuống cầu thang hai lần mà vẫn có thể bước lên tầng thứ 8, không hổ là đệ nhất nhân trước kia. Kết quả lên tầng thứ 8 chưa được bao lâu, nhìn điểm sáng di chuyển trên hư ảnh hẳn là đã đánh nhau với du phục thời, ngay sau đó lục trầm hàn bỗng nhiên bị đá ra tới. Trong lúc nhất thời thế nhưng không có một ai tiến lên xem xét lục trầm hàn ngã xuống thế nào, mọi người trợn mắt há mồm nhìn tầng thứ 8 đột nhiên xuất hiện một khung cửa sổ, một hồng y nam nhân xa lạ đứng ở đó, hắn cứ thế sập cửa xuống vang lên một tiếng bang vang rội. Mọi người, lục trầm hàn bất ngờ bị đá ra tầng 8, hắn theo bản năng nắm kiếm, điều chỉnh tốt tư thế rơi xuống, cuối cùng dựa thế thất tuyệt kiếm cắm vào mặt đất bên dưới, hắn chậm rãi đứng lên. Dáng vẻ không có chút nào chật vật, còn có một tia cảm giác cao ngạo đỉnh bạt. Nhưng mà tư thế rất xuống có đẹp thế nào đi nữa cũng không che được sự thật hắn bị đá ra khỏi tháp. Khi lục trầm hàn lấy lại tinh thần thì ngay cả cơ hội hối hận cũng không có, hắn cừng đờ nhìn luôn chuyển tháp trước mặt, chỉ cảm thấy những ánh mắt ở phía sau dồn trên người hắn như kim châm từ lúc nào luân chuyển tháo còn có cửa sổ vậy? Tông chủ hợp hoan tông ngửa đầu nhìn tường tháp đã khôi phục nguyên trạng, người vừa rồi chính là khớp huyết kiếm linh sao. Không giống cửa sổ, giống trận pháp nào đó hơn. Tông chủ vạn Phật tông nhà kỵ nhíu mày, theo ông suy đoán, người biết các loại trận pháp lung tung tà đạo như vậy hẳn là diệp tố, tên du phục thời chỉ biết dùng kiếm. Lục trầm hàn siết chặt thất tuyệt kiếm trong tay, hai mắt sung huyết còn chưa hoàn toàn hồi phục, lệ khí tỏa ra lan tràn trầm hàn phong trần đạo nhân hô một tiếng lại đây lục trầm hàn thu liễm cảm xúc sắc mặt lạnh như băng xương xoay người đi đến trước mặt phong trần đạo nhân cúi đầu đạo nhân dù sao cũng đã ra khỏi tháp nghiêm túc đứng ở bên ngoài nhìn cho tốt phong trần đạo nhân vừa ôn hòa lại không mất uy nghiêm nói còn có lựa chọn đồ vật nào mang ra không hai tay lục trầm hàn một lần nữa xít lại không có hắn chỉ ăn mấy viên đan dược ở đan tầng lúc ở tầng thứ năm còn chưa chọn được kiếm phổ thì đã bị đoàn người Diệp Tố ngăn cản, sau đó càng chỉ một lòng tìm mọi cách đi lên trên. Không sao, mỗi người tự có duyên pháp của riêng mình. Phong Trần Đạo Nhân nhìn Lục Trầm Hàn, xem ra con và luôn chuyển tháp vô duyên. Có thể bước lên tầng thứ tám cũng đã đủ rồi. Tông chủ ngũ hành tông khuyên giải an ủi, số đệ tử tu chân giới có thể bước lên tầng thứ tám cũng chỉ ít ỏi đếm được trên đầu ngón tay. Tân Thẩm chi đứng ở phía sau cười to mấy tiếng, không chỉ ít ỏi đếm được trên đầu ngón tay, mà còn là người đầu tiên ở tầng thứ 8 bị đá ra khỏi tháp. Đệ tử các tông nghe vậy tức khắc liền bật cười, khó có khi Côn Luân mất mặt, lại có tân kẻ điên đi đầu, đồ ngốc mới không cười. Tông chủ Ngô Kiếm phái Chu Kỳ khụ một tiếng, nghiêm túc nói, Tân trưởng lão, chớ nhiều lời. Tông chủ Côn Luân vẫn còn ở đây đấy. Lục Trầm Hàn siết thất tuyệt kiếm trong tay như muốn cư thế bóp gãy nó thầm nhủ những kẻ này có cười cũng không lên được tầng thứ 8 luân chuyển tháp. Cả đời hắn chưa bao giờ phải nhận một mỗi đại sỉ nhục như thế này. Sắc mặt hắn lạnh lẽo nhìn luân chuyển tháp một cái, sau đó lại xoay người nói với phong trần đạo nhân, đạo nhân, tầng thứ 8 không có cầu thang thông lên tầng thứ 9, tầng 8 tựa hồ đã là tầng đỉnh tháp. Những kẻ này ngay cả tầng thứ 8 cũng không lên được, có tư cách gì mà cười nhạo hắn. Phong trần đạo nhân gật đầu, xác thật không có. Ông vừa dứt lời thì bảy người rời khỏi tháp trước đều đồng loạt nhìn qua, bọn họ không có bước lên tầng thứ 8, thấy điểm sáng của du phục thời và diệp tố vẫn luôn dừng ở tầng thứ 8 thì còn tưởng rằng bọn họ không thể chống lại uy áp để đi lên được nữa. Không tìm được thông đạo lên tầng thứ 9, tất nhiên không có người nào có thể bước lên. Phong trần đạo nhân nhìn hai điểm sang trên tầng thứ 8, xem ra năm nay vẫn như cũ không ai có thể lên tầng thứ 9. Đệ tử các tông phái khác cũng chẳng nghiêm túc lắng nghe, Ánh mắt cứ khi có khi không nhìn Lục Trầm Hàn rồi lại cúi đầu cười thầm. Đường Đường là côn luân đệ nhất nhân vậy mà từ khi tông môn đại bị bắt đầu đã bị đệ tử Thiên Cơ môn áp chế, cho đến hiện tại hắn đã hoàn toàn thua một cách triệt đề. Cốc Lương Thiên đứng ở hàng đầu tiên của các đệ tử Vạn Phật tông, lòng cảm thấy được an ủi vô cùng, vốn dĩ hắn nghĩ bản thân đã mất mặt đến chạm đáy rồi, vậy mà không ngờ Lục Trầm Hàn còn phá luôn cả đáy ngay cả sự chán ghét đối với thiên cơ môn Diệp Tố và những người khác cũng đã giảm đi mấy phần. Giờ phút này trong lòng tân Phật tử cảm thấy bình tĩnh chưa từng có. Ba tháng sau, ở tầng thứ tám luân chuyển tháp, Diệp Tố rốt cuộc tình lại từ trong nhập định, những kim lôi đó đánh hoài đánh mãi cũng đánh mệt, mỗi lần đánh xuống đều bị người này lợi dụng, đến cuối cùng phàm là tia lôi nào đã từng đánh qua nàng đều sẽ tránh đi, nên Diệp Tố rốt cuộc không còn lôi để dùng nữa, chỉ đành phải mở mắt ra. Lúc này, Cảnh giới của Diệp Tố dù chưa tăng lên nhưng thần thức trải qua sự rèn luyện không ngừng của Kim Lôi đã được mở rộng cực đại, đối với tương lai sẽ có lợi không nhỏ. Không biết có phải là ảo giác hay không nhưng khi Diệp Tố mở mắt ra thì cảm giác kim quang của Lôi Hải ở tầng thứ 8 ảm đạm hơn trước rất nhiều. Nàng cúi đầu thì thấy tiểu sư đệ đang nằm ngửa nhìn nàng, đầu gối lên đùi nàng. Diệp Tố nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt khẽ nhướng, sao lại không biến thành bản thể? lúc trước rõ ràng nàng cảm giác cổ tay có cái gì đó quấn lên. Dù phục thời nhấc người ngồi dậy, có người đã đi lên đây. Người, Diệp Tố như suy tư gì đó, Lục Trầm Hàn đã đi lên đây. Tuy rằng phải chịu uy áp gấp đôi nhưng hắn là côn luân đệ nhất nhân, có chút bí pháp pháp bảo gì đó để đi lên cũng không tính là quá kinh ngạc. Lục Trầm Hàn ở chỗ này trong bao lâu? Diệp Tố hỏi, nàng không cảm nhận được có quấy nhiễu gì từ ngoại giới, xem ra sau khi lục trầm hàn lên đây không có làm cái gì. Một lát, du phục thời tính không ra thời gian bao lâu. Lúc này khắp huyết kiếm vốn đang phiêu đắng khắp nơi chợt bay trở về, trên chuôi kiếm hiện ra một cái đầu người, miệng liếng thoáng, tên đó đã bị chúng ta đá văng ra rồi. Hắn một hai còn bắt ta phải cưỡi lên đầu kiếm linh của hắn, ta sống nhiều năm như vậy lần đầu tiên nghe thấy có yêu cầu vô lý như thế, nhưng mà ta vẫn hảo tâm thực hiện cho hắn rồi. Diệp Tố không hiểu đầu cô tai nheo ra sao, phí hơn nửa ngày mới hiểu hắn đang nói cái gì. Nàng đi đến nơi có gian cửa sổ mà Khấp Huyết nhắc đến, nàng ngồi xổm xuống cẩn thận sờ sờ mới nhìn thấy có một hàng dấu vết cực nhỏ của trận pháp. Trước kia ngươi đã từng tới luân chuyển tháp sao? Diệp Tố quay đầu lại nhìn Khấp Huyết kiếm hỏi, nàng nhớ rõ từ sau thần vẫn kỳ thì Khấp Huyết kiếm vẫn luôn ở trong kiếm trùng của Ngô kiếm phái. Đã tới rồi, chúng ta, Khấp Huyết nói tới một nửa thì đột nhiên ngừng lại. Đầu người ở chuôi kiếm cũng theo đó biến mất. Vậy là trước kia hắn đã tới Luân Chuyển Tháp cùng du phục thời. Diệp Tố nhìn tiểu sư đệ, quả nhiên là đại năng, còn là một tiền thiên tài đệ tử từng bước lên tầng thứ 8 của Luân Chuyển Tháp, hơn nữa còn thiết hạ pháp trận. Hiện tại hiệu quả rèn luyện của tầng thứ 8 đối với Diệp Tố đã không còn rõ ràng nữa, nàng không ngừng đi vào giữa những nơi có lượng lôi dày đặc nhưng khi những tia lôi đó đánh xuống nàng không còn cảm thấy gì nữa. Ở đó có thứ gì? Du phục thời đứng bên cạnh nàng bỗng nhiên lên tiếng. Diệp tố theo tầm nhìn của hắn nhìn sang, nhìn thấy một hạt châu kim sắc đang trôi nổi giữa không trung, quanh thân nó có lôi quang vườn quanh, chắc hẳn là kim hải lôi vân ở tầng thứ 8 là do hạt châu này tạo thành. Diệp tố chậm rãi đi về phía đó, lôi quanh bao quanh hạt châu nồng đầm, cường hãn, khi nàng duỗi tay đến gần thì liền cảm nhận được sức mạnh của lôi ẩn chứa cuồn cuộn. Bất qua mấy tháng này nàng bị lôi đánh cũng đã quen, Diệp tố cầm lấy hạt châu, trong nháy mắt kim hải lôi quang ở tầng thứ 8 liền rút đi, cả tầng tháp trở nên trống rỗng. Nàng buông tay ra thì kim hải lôi quang lại một lần nữa xuất hiện. Sau khi Diệp Tố xác nhận hạt châu này không có quan hệ gì với thông đạo lên tầng thứ 9 thì liền buông nó ra. Về sau vẫn còn có người sẽ đến luân truyền tháp, nàng không thể mang hạt châu này đi. Tiếp theo Diệp Tố vẫn tiếp tục thăm dò chung quanh, muốn tìm được lối lên tầng thứ 9. Nàng không bỏ sót một góc nào, đặc biệt là tất cả các ngóc ngách có thể động tay động chân nàng đều tra qua kỹ càng, nhưng không hề tìm ra được bất kỳ điểm khác thường nào, thông lộ lên tầng thứ 9 vẫn mãi không thấy có bất kỳ manh mối nào. Cho nên đấy chính là nguyên nhân không ai có thể bước lên tầng thứ 9 sao. Đệ sắp phải đi ra rồi, Diệp Tố nghiêng đầu nhìn du phục thời, ta vẫn còn phải ở trong này nửa năm, sau khi rời khỏi tháp thì đệ nhớ phải ở chung với dịch huyền và mọi người, đừng đi lung tung phạm nhân này muốn hắn ở cùng với dịch huyền, du phục thời ghét bỏ nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý. Không bao lâu sau du phục thời cầm khắp huyết kiếm biến mất ở tầng thứ 8, sau khi về lại tầng thứ nhất hắn vẫn xoay người ngửa đầu nhìn lên lầu, mãi đến khi cửa tháp bị mở ra hắn mới chậm rãi đi ra ngoài. Sau khi tiểu sư đệ đi ra ngoài thì toàn bộ tháp chỉ còn lại một mình diệp tố, bỗng nhiên nàng thấy có chút không quen, nàng đứng giữa một đám mây lôi mỉm cười lầm bẩm, xem ra không thể lên được tầng thứ 9 rồi. Diệp Tố không tiếp tục ở tầng 8 mà đi ngược xuống dưới. Tầng 7 đối chiến với yêu thú, tầng 5 có các loại bí kíp, tầng thứ 2 có hàng hà sa số thư tịch, nàng đều muốn xem. Nửa năm, thời gian còn dài, nàng có thể xem được không ít thứ. Trong nháy mắt cửa tháp mở ra, Du Phục thời không cảm nhận được ánh mặt trời, không gian bên ngoài tối tăm u ám. Dựa vào thời gian mở cửa lần thứ ba của tháp, giờ phút này bên ngoài tháp vốn nên là ban ngày hắn chậm rãi bước ra, cũng không nhìn thấy những người của năm đại tông môn ban đầu, chỉ có khớp huyết kiếm bay theo bên người, không ngừng chấn động ong ong. Ngoài tháp lúc này xác thật là ban ngày, chẳng qua ma khí của ma giới không ngừng lan tràn, xâm nhiễm khắp không trung nên mới dẫn đến không gian tối tăm hiu quạnh. Đây là kiếm của ngài, vị bồng lai thánh sứ nửa năm trước đưa áo choàng thanh bồng cho hắn bước ra từ sườn tháp, nhìn khớp huyết kiếm hỏi ánh mắt du phục thời dừng trên mặt đối phương, ta tìm dịch huyền. bồng lai thanh sư cũng không để ý việc du phục thời hỏi một đằng trả lời một nẻo. ông đưa cho hắn một phong thư, đúng là do dịch huyền viết. du phục thời dừng một chút mới mở thư ra xem, là thư dịch huyền viết cho hắn và diệp tố. ba tháng trước ma giới bất ngờ xâm lấn các thành, các đại tông môn chỉ có thể rời khỏi đây chạy đến chi viện, thiên cơ môn cũng bị luân hãm, dịch huyền và lữ cửu cũng gấp rút trở về. Dù phục thời ngửa đầu nhìn luôn truyền tháp, Diệp Tố vẫn còn ở bên trong, hắn hẳn là nên chờ ở đây, nhưng nàng nói muốn hắn ở cùng với dịch huyền. Các ngươi ở đây hộ tháp đúng không? Dù phục thời nhìn về phía bồng lai thanh sứ hỏi. Nếu Diệp Tố ở đây nàng nhất định sẽ phát hiện ra tiểu sư đệ lúc này hoàn toàn khác với bộ dáng lười nhác ấu trí thường ngày. Đúng vậy, bồng lai thanh sứ tự hồ hiểu rõ sự do dự của hắn, vị bằng hữu trong tháp của ngài sẽ không có việc gì. Du phục thời cúi đầu lấy quyển trục vạn cảnh thông ra khỏi túi càn khôn, đây là Diệp Tố bỏ vào trong túi cho hắn, nói nếu xảy ra việc gì ngoài ý muốn liền mở quyển trục thoát thân ngay. Hắn phải về thiên cơ môn, tìm dịch huyền. Bồng lai thánh sứ nhìn du phục thời biến mất mới chậm rãi quay về vị trí cũ, đứng ở một bên sườn tháp. 12 vị thánh sứ đứng chia nhau vây quanh bên ngoài luân chuyển tháp, phảng phất như là tượng đá, không hề nhúc nhích, dù cho ma khí ngập trời bọn họ cũng chỉ canh giữ bên ngoài luân truyền tháp. Ma giới đột nhiên xâm lấn, các thành ở khắp các phương vị đều xuất hiện ma quân lãnh đạo đội ngũ có cả chân ma, thiên ma tràn vào, các đại tông chủ không thể không trở về chân áp ma vật. Việc không ai ngờ đến chính là lại có cả ma tôn xuất hiện. Phía Bắc và phía Nam đều xuất hiện ma tôn, tông chủ thượng khuyết tông trong một lúc bất cần đã bị trọng thương. Tù chân giới loạn lạc, ma giới có tổng cộng 7 vị ma tôn, thực lực của mỗi người đều tương đương với tông chủ đại tông, đều là cảnh giới đại thừa trở lên. Nếu lần này bảy vị ma tôn đều xuất động, tu chân giới nhất định sẽ lâm vào khốn cảnh. Tông chủ thượng khuyết tông ở phía bắc bị hai ma tôn bao vây chu sát, ông phải liều mạng trốn về bùn tông cuối cùng được lão tổ tông bế quan cứu. Phía nam chỉ có hợp hoan tông là đại tông, nhưng hào thuật của ngô nguyệt lợi hải, hơn nữa cũng chỉ có một ma tôn tiến đến, hai bên rằng co, nhờ có ưu thế của chủ thành mà hợp hoan tông tạm thời có thể ép lui được chúng ma vật. Nhưng đội ngũ chân ma, thiên ma tràn vào các thành vẫn là một đà kích không nhỏ đối với các tu sĩ. Chỉ trong 3 tháng ngắn mùi số tu sĩ tu chân giới mất mạng bằng 10 năm trước cộng lại. Phía đông và phía tây mỗi hướng có hai đại tông môn nhưng áp lực phải chịu cũng không nhỏ, tuy rằng tình huống so với các phương vị khác tốt hơn một chút nhưng cũng không có cách nào có thể rút ra lực lượng để hỗ trợ. Thiên cơ môn nằm ở phía đông nam, vừa không gần ngô kiếm phái cũng không gần hợp hoan tông, vạn hạnh là tất cả các đệ tử đều đang không có ở trong tông, chỉ còn có vu phong hải cùng với hồ trưởng lão vừa mới từ bên ngoài trở về. Tuy vậy dịch huyền và lữ cửu vẫn gấp rút chạy về, bởi về dưới chân núi thiên cơ môn còn có một chấn người thường. chương 146 Thiên cơ môn bị vây khốn khi tin tức ma giới tràn vào các thành truyền đến thì mọi người còn đang đợi hai người cuối cùng ra khỏi luân truyền tháp có thể lên tới tầng thứ 8 là đã rất không tồi rồi, hiện tại bọn họ sẽ ở trên đó một thời gian dài như vậy, thực lực nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Tông chủ đan tông nhìn hai điểm sáng trên tầng 8 nói. Thế sự thật khó lường, trước tông môn đại bị ai cũng nghĩ Côn Luân sẽ là người chiến thắng, không ngờ cuối cùng lại bị một tông phái sắp phế tông đè đầu cưỡi cổ. Nếu có thể tìm được thông đạo lên tầng thứ 9, leo lên đó mới tính là nhân tài. Tông chủ ngũ hành tông nói, cũng không phải chưa từng có đệ tử Côn Luân lưu lại tầng 8 một năm. Liên liên nghe cha mình nói như vậy thì vô cùng không hài lòng, lúc nào cũng muốn lấy lòng Côn Luân, chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm cách nâng cao năng lực của bản thân. Phong Trần đạo nhân không hề để ý đến lời của tông chủ Ngũ Hành Tông, ông cúi đầu nhìn truyền tin ngọc điệp trong tay, mặt đột nhiên biến sắc có ma vật xâm lấn. Mọi người vừa nghe đến từ ma thì tâm cảnh giác đồng loạt nhấc cao chúng đệ tử đều nhìn về phía ma giới ở bên phải nhưng chỉ phát hiện ma khí dao động, không có một bóng ma vật nào xuất hiện. Lúc này các tông chủ khác cũng lần lượt nhận được tin khẩn truyền tới, mỗi thành trấn đều có ma ập đến, các trưởng lão và đệ tử lưu lại tông môn đều ra cửa diệt ma, nhưng khi phát hiện ra số lượng ma vật cực lớn tràn vào mới nhận ra tình hình không đúng, tức tốc truyền tin khẩn cho tông chủ đang ở bên ngoài luân truyền tháp. Trở về các tông phái ngay lập tức, phong trần đạo nhân nét mặt nghiêm trọng nói, chấn áp ma vật. Làm sao có thể có nhiều ma vật như vậy không một tiếng động xuất hiện ở tu chân giới? Tông chủ hợp hoan tông ngô nguyệt không thể nghĩ ra, bọn họ đều cho rằng nếu ma giới có dị động thì chắc hẳn sẽ ở chỗ luân truyền tháp, thế nên bọn họ mới dẫn nhiều tinh anh đệ tử đến đây như vậy. Những ma vật đó không đi qua giao giới ở nơi này mà muốn trực tiếp tiến vào tu chân giới thì chỉ có một đường là phải đi qua các thông đạo huyết trì, hổ máu. Tu chân giới nhất định đã có kẻ cấu kết với ma giới. Tông chủ ngô kiếm phái chu kỳ trầm giọng nói, bọn chúng thông đồng ma vật với quy mô lớn như vậy ngay trước mũi bọn họ, mỗi tông phái đều có phần trách nhiệm. Những chuyện khác trước khoan hẳn bàn tới, các vị hãy trở về ngay lập tức, phong trần đạo nhân phất tay áo, lạnh lùng nói côn luân nhất định sẽ bắt bằng được kẻ thù ác đã dẫn ma xâm nhập. Các tông môn lần lượt rời đi, dịch huyền đứng ra hỏi, sư tỷ của ta và sư đệ vẫn còn ở trong tháp. Các tông chủ dừng lại, Nhìn về phía phong trần đạo nhân, cơ hội luân chuyển tháp mở ra mỗi 10 năm mới có một lần, chúng ta lại không có cách nào nhắc nhở hai người trong tháp, đành phải tạm thời rời đi trước. Phong trần đạo nhân Trần An hai người thiên cơ môn, có bồng lai thánh sứ canh giữ ở đây, sẽ không xảy ra chuyện gì. Chúng ta sẽ ở lại đây, lữ cửu nhìn luân chuyển tháp nói, đợi Diệp Tố và du sư đệ ra ngoài. Ánh mắt phong trần đạo nhân nhìn lướt qua hai người, nếu đã như vậy hai người các người chờ ở đây đi. Nói xong ông liền xoay người dẫn theo đệ tử Côn Luân rời khỏi nơi giao nhau của tam giới. Ninh Tiền Giao không đi cùng Lục Trầm Hàn, nàng ta đi bên cạnh tông chủ vạn Phật Tông, nói muốn trở về tìm giàn hồ. Cốc Lương Thiên ở bên cạnh lạnh mặt nhìn tông chủ đồng ý mang nàng ta cùng đi. Đây là quyền trục truyền tống, từ Trình Ngọc lấy ra một quyền trục đưa cho Dịch Huyền, tông chủ bảo ta đưa cho hai người, khi mọi người muốn rời khỏi đây thì cứ dùng. Đa tạ, dịch huyền nhận lấy. Có tin tức gì chúng ta sẽ truyền tin cho hai người. Từ Trình Ngọc trước khi ngoảnh lại nói một câu. Không chỉ riêng từ Trình Ngọc mà hai người Nhan Hảo và Mai Cửu Nhân của Hợp Hoan Tông cũng bảo sẽ truyền tin đến, dù sao trong hai tông đều có đệ tử thiên cơ môn đang trú lại. Vốn dĩ hai người tính toán như vậy, nhưng sau khi tất cả các tông môn đều đã rời đi, Dịch Huyền và Lữ Cửu đợi ở bên ngoài tháp chưa đến 10 ngày thì thu được tin tức từ Ngô Kiếm Phái và Hợp Hoan Tông, đều nói là thiên cơ môn bị ma vật vây khốn. Nói chính xác thì khu vực thiên cơ môn cũng không phải thành trì mà là từ núi non chấn nhỏ tạo thành một khu vực hẹp dài, dễ thủ khó công, liên thông hai phương đông, nam. Ma vật muốn vây công thiên cơ môn cũng không tính là ngoài ý muốn, hẳn là chúng muốn chiếm vị trí này để đối phó các thành ở hai phía đông, nam. Ngoại trừ vô âm tông và thiên cơ môn, chấn nhỏ ở đó căn bản không có tu sĩ, Ngày đó sau khi nhận tin Dịch Huyền và Lữ Cửu liền tức tốc dùng quyền trục truyền tống chạy về Thiên Cơ Môn. Trước khi đi Dịch Huyền viết một phong thư, nói ngắn gọn chuyện gì đang xảy ra, bọn họ phải về Thiên Cơ Môn trước. Sau đó hắn giao thư cho Bồng Lai Thánh sư canh giữ ngoài tháp, nhờ ông giao cho Du Phục thời sẽ ra khỏi tháp trước. Nếu có người của các tông môn khác ở đây, nhìn thấy Bồng Lai Thánh sư nhận thư, đồng ý với lời nhờ vả của Dịch Huyền thì chắc chắn sẽ rất chấn động bồng lai độc lai độc vãng, chưa bao giờ chấp nhận thỉnh cầu của ai. Khi hai người về đến thiên cơ môn thì tình huống so với tưởng tượng còn tệ hơn rất nhiều. Đây là một chi thiên ma, vốn không quá hấp dẫn lực chú ý của của các đại tông, không phải là mục tiêu phải tiêu diệt hàng đầu, thế nhưng dẫn đầu bọn chúng lại lặng yên không tiếng động có đến hai ma quân. Mà rồi có các cấp bậc ma khác nhau, ba vị ma chủ tương đương với độ kiếp đại năng của tu chân giới, cũng tức là trình độ ngang hàng với các lão tổ tông đang bế quan của các đại tông môn. Tiếp theo là bảy vị ma tôn, tương đương với các đại tông chủ, thực lực từ đại thừa kỳ trở lên. Số còn lại theo thứ tự chia thành ma quân, chân ma, thiên ma, tương ứng với trình độ tu sĩ hợp thể kỳ, hóa thần kỳ, nguyên anh kỳ. Khi ma quân tiến đến, người phàm trong chấn nhỏ hoảng loạn chạy trốn đến hai tông môn, phần lớn đều chọn đi vô âm tông. Một là thiên cơ môn đã suy bại hơn 500 năm, mọi người không trông mong gì vào một tông phái sắp phế tông, tuy có biến hóa trong một, hai năm trở lại đây nhưng còn xa mới đủ khôi phục lại huy hoàng năm đó. Hai là tu sĩ vô âm tông có thể chém giết ma vật, thiên cơ môn chỉ là tông môn luyện khí. Nhưng mà không ai ngờ tới được, trong nháy mắt khi ma khí tràn tới, vô âm tông liền mở ra thủ vệ đại trận, không những ma vật không cách nào tiến vào mà ngay cả người thường cũng bị ngăn cản bên ngoài. Một ít đệ tử trẻ tuổi nhìn thấy người thường đứng bên ngoài kêu cứu, theo bản năng liền quay đầu lại nhìn về phía tông chủ cùng trưởng lão, muốn cho bọn họ tiến vào. Mà không phải là thứ mà những tu sĩ bình thường như chúng ta có thể đối phó, tông chủ vô âm tông chi cơ nói, nhưng thủ vệ đại trận có thể đảm bảo chúng ta an toàn. Có vài đệ tử còn do dự, nhưng khi có ma đuổi tới, ở trước mặt bọn họ cắn xé nuốt người thì trong nháy mắt liền trở nên khiếp đảm, bọn họ đánh không lại những ma vật này. Tông chủ, tu sĩ vốn nên bảo hộ cho người thường. Tân Hâm siết chặt cây sáo trong tay, ánh mắt ánh lên dẫy ruộng một hồi, cuối cùng xoay người nửa quỳ xuống nói với chi cơ, còn nguyện ý đi ra ngoài cứu người. Không thể được, chi cơ nhìn tân hâm, lạnh nhạt nói, thả ngươi đi ra ngoài, khiến ma vật tiến vào đả thương các đệ tử khác sao. Tân hâm quay đầu nhìn những người bên ngoài đang bị ma vật cắn nuốt, hai mắt đỏ bừng, nhưng cũng không thể cứ đứng đây chơ mắt nhìn. Dương đàm vung tay lên, muốn đánh ngất tân hâm, nhưng Tân Hâm cũng đã là Nguyên Anh sơ kỳ, tuy rằng vẫn kém ông ta là Nguyên Anh hậu kỳ nhưng ít nhất cũng không bị hạ gục trong một chiêu. Hai người thế nhưng vào lúc này lại động tay chân đánh lên tới. Chi cơ cười lạnh một tiếng, đàn tì bà trong tay nhẹ nhàng bắn ra, Tân Hâm liền bị đánh bay, dẫn hắn đi. Sắc mặt dương đàm cực kỳ khó coi, thiên phú của lão vốn không cao, đã hơn 500 tuổi mà vẫn chỉ là Nguyên Anh hậu kỳ. Hiện tại một đệ tử nhỏ nhoi cũng có thể khi dễ tới trên đầu lão đi nghỉ ngơi đi, chi cơ đi đến bên người Dương Đàm, ôn nhu nói, không cần vì những tên nhãi nhép này mà bực tức. Sắc mặt Dương Đàm lúc này mới đỡ hơn một chút, cũng còn may lão chọn được đối tượng song tu không tồi. Lúc này, ở thiên cơ môn ở sát phách, vua phong hải bay ra từ tàng điển các, ông cảm giác được vô âm tông đã mở ra thủ vệ đại trận, cũng đoán được nhóm phàm nhân chạy đến đó sẽ bị chặn bên ngoài, nhưng ông cũng không cách nào có thể qua đó cứu viện. Bởi vì có một nhóm người chạy đến Thiên Cơ môn lánh nạn, ông chỉ có thể trước bảo vệ những người này. Vu Phong Hải đứng trước đại môn của Thiên Cơ môn, nhìn ma vật đang xông tới, liếc mắt một cái liền nhận ra ma quân dẫn đầu có thực lực không hề kém cạnh bản thân. Cảnh giới của ông đã là hợp thể hậu kỳ đỉnh, xác suất để chém chết tên ma quân này cũng không phải nhỏ, chỉ là phía sau còn có một chi thiên ma thường ra tay quấy nhiễu, chỉ có thể dựa vào Hồ trưởng lão dùng các loại pháp khí miễn cưỡng giúp ông chống đỡ một hai. Nếu thiên cơ môn cũng có thể mở ra đại trận thì bọn họ cũng không phải lưu lạc đến nước này. Đáng tiếc linh khí của tông môn đã khô cạn, đại trận cũng đã lâu không có ai tu sửa. Ba ngày sau, vu phong hải thành công chém chết tên ma quân ở trước thiên cơ môn. Ông vừa nhìn đám thiên ma ở đối diện vừa tựa vào hồ trưởng lão để đứng dậy. Không đáng ngại, thành âm vu phong hải khàn khàn, giải quyết bọn chúng nhanh thôi. Cả người ông như vừa được vớt ra từ vũng máu, Vốn Dĩ ông chỉ còn một cánh tay thì hiện tại cánh tay duy nhất này cũng không chỗ nào lành lặn, thậm chí xương cốt ở khuỷu tay còn chọc ra khỏi thịt. Vu phòng Hải mặt vô biểu tình trực tiếp ấn đoạn xương gãy lại vào trong, đợi nó khôi phục. Vậy sao, tên ma quân Vốn Dĩ ở trước cửa Vô Âm Tông không biết từ khi nào đã đi đến trước Thiên Cơ môn, hắn vừa liếm liếm móng tay dài ngoằng đen ngòm vừa cất giọng nheo nhéo khó nghe, "Hôm nay bổn ma quân nhất định phải san bằng tông môn con còn này của các ngươi." đáng tiếc sao bên trong không có đứa tu sĩ non mịn nào hết vậy. lại là một ma quân hợp thể kỳ. Vu Phong Hải và Hồ trưởng lão liếc nhau, bọn họ lần này chỉ sợ lành ít giữ nhiều, chỉ có thể cố gắng cầm cự, có lẽ sẽ có người đại tông môn đến cứu. tuy nhiên lúc này giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện luồng linh lực dao động rất nhỏ, là quyền trục truyền tống đưa Dịch Huyền và Lữ Cửu trở về. trưởng lão, thủ vệ, Dịch Huyền đứng đưa lưng về đám ma vật, ngật đầu với hai người hai người, hồ trường lão nhìn xung quanh, chỉ có hai người các con trở lại thôi sao? Không có viện quân mà chỉ có hai đệ tử không khỏi khiến hồ trường lão lo lắng, ông hạ giọng nói, còn quyền trục không, hai đứa mau chạy khỏi đây đi. Bọn họ có chết cũng không hề gì, nhưng chỉ còn những đệ tử trẻ tuổi còn sống thì vẫn còn hy vọng. Không còn quyền trục nào khác, dịch huyền xoay người, rút ra trọng minh đao, cổ tay khẽ nghiêng, trọng minh liền xuất hiện bên cạnh một người một linh sóng vai mà đứng. Đao linh, Vu phong hải nhận ra, tuy ông cũng cực kỳ lo lắng giống hồ trưởng lão nhưng lại không mở miệng bảo dịch huyền và lữ cửu rời đi, người sống trên đời đều có con đường mà bản thân luôn phải tự mình bước đi. Bọn nhóc chỉ có hai người nhưng vẫn nguyện ý quay về, có thể thấy được quyết tâm chiến đấu của chúng. Cây đao này mùi thật thối, mà quần vốn đang liếm móng tay bỗng nhiên nhào về phía dịch huyền vươn móng chụp xuống, móng tay đen dài rũi ra rất đáng sợ. Dịch huyền nghiêng người vung đao bổ tới, trọng minh ở sát bên, đao ý quanh thân phóng thẳng về phía ma quân. Nhị vị trước tiên hãy chữa thương, lữ cửu lấy ra hai bình đan dược từ túi càn khôn đưa cho vu phong hải và hồ trưởng lão, sau đó liền cầm kiếm nghênh chiến đám thiên ma. Ma quân có thể so với tu sĩ hợp thể kỳ, dịch huyền bất quá chỉ mới là hóa thần sơ kỳ, nếu không phải có trọng minh đao tương trợ thì vô pháp có thể vượt cấp đối chiến. Thể chất của ma tốt hơn tu sĩ không ít, dịch huyền chém chúng đối phương một đao nhưng cũng chỉ chém rách một tầng ra. Hình thần nhất thể, lấy động chế tĩnh. Vu phong hải đứng ở một bên nhìn chằm chằm dịch huyền chiến đấu với ma quân, lên tiếng nhắc nhở. Dịch huyền không phải là tu sĩ bình thường, năng lực lĩnh ngộ của hắn cực mạnh, chỉ cần vu phong hải nhắc nhở hắn liền có thể học được trong nháy mắt. Hơn nữa còn có trọng minh ở bên, cơ hồ đạt tới trình độ tâm linh tương thông. Cuối cùng dịch huyền rốt cuộc có thể vượt cấp chém được đầu ma quân này khoảnh khắc khi đầu rơi xuống trong mắt ma quân hiện lên mê mang, thanh đao này mang theo thứ khí thức chính đạo mà hắn ghét nhất. nhưng sao trên người tên tu sĩ này lại có một cổ hương vị quen thuộc. đám thiên ma thấy kẻ dẫn đầu bị tiêu diệt thì liền hỗn loạn, lữ cửu và dịch huyền chia nhau dọn sạch toàn bộ đám ma vật trước cửa thiên cơ môn. ma huyết sát khí nồng nặc khiến cả bầu trời như âm u xuống. bên ngoài vô âm tông còn không ít người phàm, một chân của vu phong hải bị ma quân chém trúng đang chậm chạp khôi phục chỉ có thể nhờ hồ trưởng lão nâng dậy hai đứa còn có thể qua đó không mùi máu không ngừng quay cuồng trong lòng dịch huyền dụ hoặc hắn chầm mê trong đó nhưng trọng minh đi tới duỗi tay nắm lấy tay dịch huyền ánh mắt bao dung ôn hòa một lát sau hắn trở lại trong trọng minh đao dịch huyền cũng tỉnh táo lại bây giờ chúng con sẽ qua đó ngay dịch huyền thu đao bình tĩnh đáp hai người không chút nào ngơi nghỉ lại chạy tới trước cửa vô âm tông đã có một bộ phận không nhỏ thường nhân đã bị giết, máu theo đường núi uốn lượn chảy xuống, trông quỷ dị đáng sợ. Khi những người đó nhìn thấy có tu sĩ đến thì đầu tiên là mừng rỡ không thôi, nhưng sau đó phát hiện ra chỉ là hai tu sĩ một thân chật vật thì hy vọng trong mắt lại dần dần biến mất. Sao lại chỉ có hai người mà thôi? Cầu xin các người, cứu chúng ta. Những tiếng la hét kinh hoàng, sợ hãi, tiếng khóc tiếng gào đan chéo với nhau. Dịch Huyền và Lữ Cửu đều không phải là người nói nhiều, hai người rút ra đao kiếm trong tay sau đó liền xông thẳng vào đám thiên ma. Sau tông môn đại bỉ và chuyến vào luân truyền tháo thì thực lực của hai người đã tiến bộ cực nhanh, ma vật đã từng là thứ có thể áp đảo bọn họ thì nay lại không còn khó đối phó như vậy. Từng tên thiên ma bị chém chết, tất cả mọi người cho rằng chỉ cần giết hết số ma vật này là có thể giải quyết được khốn cảnh nhưng lại không biết đây chỉ mới là bắt đầu những người còn sống sót trước cửa vô âm tông được thiên cơ môn nhận đi dịch huyền liên hệ với mấy người minh lưu xa đang ở ngô kiếm phái bọn họ không có cách trở về cũng không thể trở về các thành đều đang bị tấn công hai tông không trích ra được nhân thủ để bảo hộ người thiên cơ môn trở về huống chi ở lại ngô kiếm phái sẽ càng an toàn hơn còn trương phong phong càng chưa thể về vì ông còn phải chế tác pháp khí hộ thân cho các đệ tử hợp hoan tông thiên cơ môn chỉ có bốn người thủ mọi người đều cho rằng tạm thời sẽ không có ma quân lại đến, nhưng không ai ngờ được là chỉ chưa đến hai tháng sau thế nhưng lại có ma quân đột kích thiên cơ môn. Mà không chỉ là hai tên, tác giả có lời muốn nói. Giả thiết về ma tu, nhân ma kim đan thiên ma, nguyên anh hậu kỳ, chân ma, hóa thần, ma quân, hợp thể, bảy tên ma tôn, đại thừa, ba tên ma chủ, độ kiếp đại năng. Chương 147 Cửu huyền phong khi ma quân tới thì mọi người đang nghỉ ngơi ở lầu một tàng điền cát dịch huyền bỗng nhiên ngước mắt nhìn ra bên ngoài hắn ẩn ẩn cảm nhận được cái gì cùng lúc đó vô phong hải cũng đứng lên có ma khí mọi người vừa nghe thấy lời này liền không khỏi bắt đầu hoảng loạn lên tưởng rằng ma đã bị tiêu diệt hết lại có ma tới sao dịch huyền nắm lấy trọng minh đao dẫn đầu đi ra tàng điền cát thiên cơ môn chỉ có vỏn vẹn bốn tu sĩ phải bảo vệ những người phàm nên không có người trông coi ở đại môn, lại không có thủ vệ đại chân nên một loạt ma quân không chịu chút trở ngại nào mà tiến thẳng vào trong thiên cơ môn. Những gì trên đường đi của chúng đều bị phá hủy sạch sẽ. khi dịch huyền ra tới bọn chúng đang hướng lên cửu huyền phong, rốt cuộc nhìn thấy tu sĩ, mấy tên ma quân nhìn thấy dịch huyền cùng với vu phong hải đi theo ở phía sau thì càng trở nên hưng phấn. vu phong hải đứng ở phía sau dịch huyền nhíu mày nhìn năm tên ma quân ở đối diện, tình huống không đúng lắm. Người vô âm tông tránh dịt ở trong tông phái, thiên cơ môn cũng không có người, mà vật có thể tự do dùng đường di chuyển không ai ngăn cản, vì sao lại ba lần bảy lượt xông vào thiên cơ môn. Cũng không có khả năng vì những người phàm đang lánh nạn ở thiên cơ môn, ăn tu sĩ sẽ được lợi gấp nhiều lần ăn người thường. Số ma vật này là đang nhắm vào thiên cơ môn. Các người nghe ai sai xử, có mục đích gì? Vô phong hải tiến lên hai bước, che ở trước mặt dịch huyền, ông nhìn năm tên ma quân trước mặt, tương đương với năm tu sĩ hợp thể kỳ, ông dùng tẫn mệnh của mình có lẽ có thể cầm chân được ba tên. Một tên ma quân bật cười khăn khạc, đệ tử thiên cơ môn đắc tội ma chủ, chúng ta tới san bằng thiên cơ môn. Ma chủ, dịch huyền trong nháy mắt nghĩ đến quan hộ thành mà bọn họ đã gặp ở cửa thứ hai tông môn đại bỉ, lúc ấy bà ta xác thật muốn giết hết bọn họ năm tên ma quân nhìn sau một cái sau đó liền thuấn di đến trước mặt hai người cảnh giới của dịch huyền chỉ mới là hóa thần còn chưa thể xúc địa thành thốn ma quân vừa đến trước mặt hắn liền vươn tay ra muốn moi tim hắn trọng minh bay ra từ trong đao phất tay triệu hồi đạo ý bảo vệ quanh thân dịch huyền dịch huyền lúc này mới phản ứng lại cầm đao chạm về phía trước đao ý hùng hồn chém ma quân bị thương đối phương cười lạnh một tiếng sau đó sau lưng hắn đột nhiên mọc ra thêm hai cánh tay giống như một con nhện hình người, tốc độ nhanh hơn dịch huyền gấp mấy lần. Dịch huyền và trọng minh liên thủ cũng chỉ miễn cưỡng ngăn cản được một tên ma quân, theo thời gian dần trôi qua thể lực tiêu hao mỗi lúc một lớn mà đối phương lại càng lúc càng hưng phấn. Ở đầu còn lại vu phong hải dùng cánh tay duy nhất của mình nắm lấy vũ phí, dùng hết tất cả thủ đoạn nhưng cũng chỉ có thể cầm chân hai tên ma quân. Hai tên ma quân còn lại, một tên tiếp tục hướng lên cửu huyền phong, một tên khác đi về tàng điền các, trong mắt đỏ ngầu lộ ra nét thị huyết sôi trào. Lữ cửu bước ra tàng điền các, cầm kiếm muốn ngăn tên ma quân lại, nàng thậm chí còn chưa đến hóa thần kỳ, cũng không có thần binh trợ giúp. Trong mắt ma quân, giống như một con kiến. Ma quân đứng trước cửa lớn của tàng điền các, bể nghĩ nhìn lữ cửu, giống như gặp một món đồ chơi thú vị, muốn chơi đùa trong chốc lát. Lữ cửu không quan tâm, cầm kiếm chém tới, nàng khi đối chiến với đệ tử các tông đều không màng sống chết, huống chi thời khắc cận kề sinh tử tồn vong như hiện tại. Những kiếm chiêu đã từng học qua, những lời chỉ dạy của tân thẩm chi, những kỹ xảo đối chiến học được khi quan sát lôi đài của các đệ tử khác không ngừng lóe lên trong đầu nàng. Lử cữu cầm kiếm, mỗi một khắc đều dường như có thể ngay lập tức tiến vào trạng thái ngộ đảo, nàng như dung hợp với kiếm của mình, nhảy lên chém về phía ma quân. Chợt, ma quân nghiêng đầu cào cào sườn mặt, ngón tay có dính vết máu, hắn bỏ vào miệng liếm sạch, sau đó lại nhìn về phía lữ cửu ánh mắt như nhìn một người chết thực lực của ma quân tương đương cảnh giới hợp thể muốn giết chết tu sĩ nguyên anh kỳ thật dễ như chờ bàn tay tay hắn chạm lên chỗ sừng trên trán rút nó ra ngay sau đó thuấn di đến trước mặt lữ cửu không chờ nàng phản ứng lại liền dùng sức cắm chiếc sừng nhọn hoác vào chỗ trái tim của nàng lữ cửu chừng to đôi mắt không khống chế được mà hộc ra một mồm máu to tay nàng vẫn nắm chặt kiếm thế nhưng lại một lần nữa chém về phía cổ của ma quân. Keng! Cổ ma quân nổi lên một lớp vảy thật dày, kiếm của nàng căn bản không thể làm gì đối phương, ngược lại đổi lấy ma quân càng thêm dùng sức găm sừng vào ngực nàng, trực tiếp đóng đinh lữ cửu lên trên cửa tàng điền cát. vu phòng hải liếc mắt nhìn thấy tình huống ở trước tàng điền cát, sắc mặt cực kỳ khó coi, tức khắc xoay người chạy về phía đó, không màng đến những vết thương do hai tên ma quân đuổi theo gây ra. Ông muốn dẫn dụ bọn chúng về một chỗ, đồng quy vô tận. Chỉ có như vậy mới có thể giết chết được ba tên ma quân. Bên trong thiên cơ môn vốn dĩ đã chống trải hưu quảnh, hiện tại bị ma vật tiến vào phá hủy càng thêm suy bại. Một tên ma quân khác một đường đi lên cửu huyền phong, hắn đi đến đâu cỏ cây liền trở nên khô vàng sắc sơ, tất cả sinh cơ đều bị rút sạch sẽ. Khi tên ma quân này sắp lên đến đỉnh phong, trên mặt hắn nổi lên sự hưng phấn điên cuồng, hắn muốn hủy diệt hết thảy mọi thứ trong thiên cơ môn nhưng lúc này trong tầm mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện một đôi giày ma quân chợt cả kinh hắn không cảm ứng được có bất luận kẻ nào ở gần đây hắn ngẩng phát đầu lên tay trưởng ra một kích toàn lực về hướng đối diện giống như châu đất xuống biển không hề có một chút động tĩnh ma quân rốt cuộc thấy rõ được người đối diện một tên nhãi tuấn mỹ như ngọc giống như quý công tử nhà ai tới đây du ngoạn hắn khoác một kiện áo choàng màu xanh An tĩnh đứng nhìn và đây cũng là hình ảnh cuối cùng Ma Quân thấy được lúc sinh thời. Bởi vì ngay sau đó hắn liền đầu lìa khỏi xác, lăn xuống cửu huyền phong, trước khi chết còn nghe được hai chữ đơn giản: thật xấu. Sau khi giết ngươi, ta muốn ngâm cây đao này trong máu của ngươi. Ma Quân đối diện dịch huyền hai mắt long sòng sọc, gần từng chữ nói, hắn bị trọng minh chém trúng mấy đao, thậm chí hai cánh tay sau lưng đã bị chém đứt. Trọng minh đao mỗi khi chém chúng ma sẽ khiến vết thương của chúng không thể tự lành lại, điều này khiến ma quân cực kỳ bực bội. Hắn quay ngoắt đầu ra sau, đưa tay moi vào chỗ phía sau cổ, tiếng thịt bị xé rách vang lên ghê người, hắn lôi ra hai khối thịt đặt ở trên vai, như thể tạo thêm hai cái đầu nữa cho bản thân. Làm xong thì thực lực của ma quân tựa hồ như được tăng lên, dịch huyền và trọng minh trong lúc nhất thời cũng vô pháp ngăn cản. Ma quân ngửa ba đầu cười khăng khặc, bỗng nhiên biến mất trong tầm mắt của mọi người. Chờ khi dịch huyền phát hiện ra hắn thì hắn đã đưa tay chạm tới ngực dịch huyền, dùng sức đâm vào. Nhưng khi ngón tay ma quân chỉ mới chạm vào máu của dịch huyền thì liền lập tức rụt lại, sắc mặt đại biến, ngươi. Trọng minh nhân cơ hội này chặt đứt cánh tay của ma quân, đỡ dịch huyền lùi ra xa. Người vậy mà lại là, ma quân tuy lại bị chặt đứt tay nhưng lại không hề giận dữ, mà ngược lại muốn nói cái gì đó. Lúc này đầu của tên ma quân chết trên Cửu Huyền Phong lăn ục ục đến bên chân của ma quân ba đầu. Ma quân ba đầu cúi đầu nhìn cái đầu dưới chân, đây là ma quân lợi hại nhất trong số bọn hắn, hắn cứng đờ xoay người, lại chỉ kịp nhìn thấy có người ngự kiếm bay xuống. Khớp huyết nhìn thấy ma quân thì so với ma quân còn hưng phấn gấp bội, sau khi chờ chủ nhân xuống dưới thì kiếm linh lập tức nhảy ra khỏi kiếm, xông tới xé xác ma quân ba đầu ăn sống. Trọng Minh đỡ dịch huyền Nhìn thấy bộ dáng của Khấp Huyết thì không khỏi nhíu mày. Kiếm linh này so với ma còn ma tính hơn. Khấp Huyết căn bản cũng chẳng để bụng đao linh đối diện suy nghĩ cái gì, hắn vốn dĩ chính là yêu kiếm, thị huyết mà sinh, thậm chí cả thần huyết nó đều đã nếm qua. Sau khi xử lý xong ma quân ba đầu, Khấp Huyết rú lên một tiếng quái dị rồi liền phóng đi tàng điểm các, một kiếm linh vây lấy ba tên ma quân. Chỉ trong chớp mặt ba tên ma quân vốn dĩ kiêu ngạo bỗng trở thành cá nằm trên thớt. Diệp Tú nói ta phải ở cùng với ngươi. Dù phục thời chậm rãi đi tới, cố ý tránh đi máu chảy tung tóe trên mặt đất. Dịch huyền che lại vết thương ở ngực, ngươi xem hiểu phong thư ta viết ư. Thật ra hắn đã cố ý dùng những từ đơn giản nhất để biểu đạt sự việc, sợ du phục thời ra trước đọc không hiểu. Du phục thời trầm mặc một lát, rõng rạc nói ta biết chữ. Bọn chúng là do quan hộ thành phái tới. Dịch huyền xoay người nhìn về phía tàng điền các, lại thấy lữ cử ngã dưới đất, hồ trưởng lão đang dùng linh lực bảo vệ tâm mạch của nàng, hắn lập tức chạy nhanh đến. Vù phòng hải cả người chẳng chịt máu và vết thương cũng khập khiếng bước nhanh tới, sừng ma quân đã đâm thủng trái tim nàng, hiện tại lại không có thượng phẩm đan dược, dùng linh lực cũng chỉ có thể áp chế lượng máu chảy ra mà thôi. Còn có đan dược, dịch huyền lật lật túi càn khôn, lấy ra đan dược mà nhị sư phụ tân thẩm chi đã cho hắn. Hồ trưởng lão nhận lấy, nhìn thoáng qua liền lắc đầu viên đan dược này ăn vào cũng không có tác dụng gì mấy lữ cửu đã sớm mất đi ý thức thần thức tự do bên ngoài cơ thể nàng thấy được du phục thời đã trở lại nhìn thấy khắp huyết đang cắn xé ma quân thiên cơ môn hẳn là sẽ không có việc gì tay lữ cửu dần buông lỏng du phục thời vươn hai ngón tay túm lấy cổ áo dịch huyền nhấc hắn lùi ra sau sau đó phân phó hồ trưởng lão bóp miệng nàng ta hồ trưởng lão mờ mịt không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nghe theo lời hắn bóp miệng lữ cửu mở ra du phục thời rạch một đường trên ngón trỏ của mình nhỏ một giọt máu vào trong miệng lữ cửu cơ hồ trong nháy mắt miệng vết thương to tướng tỏa ra ma khí trên ngực nàng liền bắt đầu khôi phục đây hồ trường lão trường lớn đôi mắt ngửa đầu nhìn du phục thời đã đứng thẳng người ngược lại vu phong hải bên cạnh lại nhíu chặt mày máu nghịch thiên như thế ông chỉ nghe nói qua một người huyền âm chi thể hơn hai ngàn năm trước hơn 2.000 năm trước thiên cơ môn vẫn là đại tông luyện khí, tông chủ sau khi nghe nói về huyền âm chi thể thì cảm thấy cực kỳ hứng thú với việc máu của người này có thể tăng phẩm chất của pháp khí. Ông đi hỏi thăm khắp nơi, tìm đến tất cả mọi người đã từng tiếp xúc với máu của huyền âm chi thể, cuối cùng đưa ra kết luận, máu của huyền âm chi thể không chỉ đơn giản là có thể tăng lên phẩm giai của pháp khí mà cơ bản là không gì nó không thể làm được. vu Phong Hải còn nhớ rõ lời nói của Tông Chủ Thiên Cơ Môn khi ấy, cũng may bồng lai đã mang người đi, huyền âm chi thể quá mức nghịch thiên, không nên làm bất cứ kẻ nào có được. vu Phong Hải vẫn luôn ôm thái độ hoài nghi đối với việc Ninh Tiền Giao là huyền âm chi thể. Mặc dù máu của nàng ta quả thật có thể tăng lên phẩm chất của pháp khí nhưng vẫn còn xa mới đạt được trình độ nghịch thiên của vị huyền âm chi thể trước đó. Miệng vết thương của Lữ Cửu vừa tốt hơn thì thần thức vốn sắp tan đi lại bị hút về cơ thể, linh lực cũng dần vững vàng trở lại dịch huyền thấy thế liền đưa đan dược trong tay cho vu phong hải thủ vệ con dùng đi vu phong hải đứng dậy có chút suy yếu nói dịch huyền nhét đan dược vào trong tay ông con chỉ là bị thương ngoài da vu phong hải phải đối phó với ba tên ma quân du phục thời đến chậm một bước nữa thôi ông đã lựa chọn tự bảo tinh lực xác thật đã đến cực hạn ta đi xem những người bên trong vu phong hải nuốt xuống đan dược rồi đi vào trong tàng điển các đợi ông rời đi lúc này dịch huyền mới cúi đầu sờ ngực của bản thân hắn sờ soạng vài lần tay nắm chặt lấy trọng minh đao miệng vết thương đã lành lại không giống với vết thương trên ngực lữ cửu thật lâu vẫn chưa thể khỏi hẳn dấu vết năm ngón tay trên ngực hắn đã hoàn toàn khôi phục du phục thời cầm khớp huyết kiếm đứng bên ngoài tàng điểm các khớp huyết đang ngồi trên người một tên ma quân cắn cổ hắn hai tên ma quân còn lại một tên từ trạng thê thảm một tên muốn đào tàu Du phục thời đi bộ bước tới, cổ tay vừa chuyển khớp huyết kiếm trong tay liền đâm chúng ma quân sắp bỏ trốn. Mặc dù cách vỏ kiếm cổ bạc nhưng đều có thể cảm nhận được khớp huyết kiếm đại hiện hồng quang, lưỡi kiếm thông qua những chỗ vỡ trên vỏ kiếm ửng ức hút máu của ma quân. Hồ trưởng lão lao lao mồ hôi lạnh trên trán, một người một linh này phong cách hành sự còn cuồng hơn cả ma. Dù phục thời rút ra khớp huyết kiếm, đi về phía bên kia, đá khớp huyết một cái, đi thôi. Hắn muốn trở về phòng, nhưng nghĩ đến lời Diệp Tố nói, liền quay đầu nói với Dịch Huyền, "Ta bồi ngươi về Cửu Huyền Phong nghỉ ngơi." Dịch Huyền, tác giả có lời muốn nói. Kiều Kiều muốn trở về phòng, mà Diệp Tố nói phải ở cùng với Dịch Huyền, vậy nhất định là Dịch Huyền muốn trở về nghỉ ngơi rồi. Chương 148. Tháp Linh. Mọi chuyện phát sinh bên ngoài, Diệp Tố ở trong luân chuyển tháp hoàn toàn không hề hay biết nàng còn đang ở tầng 7 dây dưa cùng với yêu thú cao dai. Lục dài yêu thú chạy khắp tầng, ngẫu nhiên còn có thất dài yêu thú xuất hiện, để đi được từ cầu thang lên tầng 8 đến cầu thang xuống tầng 6, Diệp Tố đã phải vận dụng hết 18 ban võ nghệ của bản thân, hao hết tâm tư mới có thể đi xuống. Đáng tiếc yêu thú ở tầng 7 lại không phải là đồ thật, Diệp Tố vừa thờ dốc đỡ cầu thang vừa nghĩ thầm, nếu không còn có thể kiếm thêm được chút yêu đan. Nàng chậm rãi bước xuống, một lần nữa trở lại tầng 6, cả tầng trống không. Đại sư tí thức khác cảm thấy có chút hổ thẹn, hai người bọn họ đã hút sạch sẽ linh khí ở tầng thứ 6, về sau những đệ tử vào tháp có thể sẽ không còn cơ hội tu luyện ở đây được nữa. Bất quá trước khi tiếp tục đi xuống, Diệp Tố nhận thấy linh khí ở tầng 6 so với khi bọn họ đi lên lúc trước hình như nhiều hơn một chút, có vẻ linh khí có thể tái sinh, điều này khiến áy náy trong nội tâm của nàng cũng giảm đi một chút. Sau khi xuống đến tầng 5, Diệp Tố nhìn cả một tầng bí kíp, quyết định có thể xem bao nhiêu thì xem bấy nhiêu, đều là bí kíp miễn phí, xem quyền nào chính là hời quyền đó, vì thế nàng đều chọn sách dày để xem, mỗi loại một quyền. Diệp Tố ngồi xuống, dựa lưng vào kệ sách, tay trái một quyền, tay phải một quyền, trên đùi lại để một quyền, bên cạnh còn có một chồng bí kíp khác, lật lật bên này lại lật lật bên kia. Nàng còn cố ý lấy ra một bó nhang từ trong túi càn khôn, lại lấy thêm một lư hương nhỏ, cắm nhang vào đốt tính giờ. Diệp Tố quyết định sẽ nghỉ ngơi ở tầng thứ năm ba tháng, còn ba tháng cuối cùng sẽ lại đi xuống các tầng bên dưới nhìn xem. Trong ba tháng này, trừ lúc ăn tích cốc đan thì hầu như Diệp Tố đều ở trong trạng thái sách không rời tay, bí kíp lung tung rối loạn gì nàng cũng xem, xem không hiểu thì vẫn ghi nhớ trước tính sau. Khi nén nhang cuối cùng cháy xong, nàng rốt cuộc dừng lại, có chút đáng tiếc nhìn vẫn còn hơn một nửa bí kíp chưa xem tới, nhưng cũng chỉ dành phải dọn hết đống sách trên mặt đất trả về vị trí cũ. Khi bước xuống cầu thang để xuống tầng thứ tư đầu diệp tố vẫn cảm thấy váng đầu vì đã cố gắng nhét vào trong đầu quá nhiều thứ, cần phải dành ra thời gian tổng hợp, sửa sang lại mới được. Tầng thứ tư là đan tầng, vừa lúc khi ở tầng 5 diệp tố đã lật xem mấy quyển bí kíp luyện đan, tuy rằng lượng kiến thức không đủ để nàng bước vào con đường luyện đan nhưng phân biệt một ít đan dược thì vẫn dư sức, nàng mở các lọ đan dược, lựa vài loại nuốt xuống. Diệp Tố cũng tiện tay lắp lại cửa ngăn tủ lúc trước bị nàng tháo ra, việc duy tu sửa chữa này đối với nàng tựa như là bản năng vậy, sẵn vừa làm nàng vừa thả lòng đầu óc, sắp xếp phân loại lại những tri thức trong các bí kíp đã đọc. Sau khi ở đan tầng 3, 4 ngày, Diệp Tố tiếp tục đi xuống, đi đến cửa cầu thang nàng mới nhớ tới cầu thang hỏng rồi, nàng quay đầu lại nhìn thì thấy đống mảnh vỡ cầu thang bị bọn họ gom gọn lại trước đó vẫn nằm ở gần cửa cầu thang của tầng thứ tư vừa hay trong đầu vẫn còn một đống bí kíp chưa tiêu hóa xong, Diệp Tố liền sắn tay áo một lần nữa bắt đầu công việc sửa chữa. Tuy rất chất liệu tạo nên cầu thang đặc thù nhưng mấu chốt nhất vẫn là trận pháp được khắc ở trên đó. Sau khi cầu thang vỡ vụn, trận pháp cũng theo đó mà biến mất. Diệp Tố trước tiên chữa chỉ tốt cầu thang, sau đó lại dùng trùy thủ từng chút, từng chút một khắc trận pháp lên khắp cầu thang, so với cầu thang tầng 5 thì cơ hồ là phục dựng lại y như đúc. Qua 5 ngày thì cuối cùng trận pháp cũng thành, Diệp Tố cẩn thận dùng thần thức thả cầu thang xuống vị trí cũ. Nàng đạp lên thử vài lần, không sụp gãy, có thể đi xuống. Sau khi bước xuống Diệp Tố xoay người ngửa đầu nhìn tầng thứ tư, lại một lần nữa bước lên cầu thang, nàng thở dài một hơi nhẹ nhõm khi cảm nhận được uy áp quen thuộc. Công cuộc sửa chữa thành công. Tầng thứ ba là tầng pháp bảo, những pháp bảo có thể khơi gợi hứng thú của nàng thì lúc trước nàng cũng đã xem qua nên nàng đi thẳng đến cửa cầu thang tầng 3 và tiếp tục tiến hành chữa trị cầu thang. Sau khi có kinh nghiệm ở tầng thứ tư lần này tốc độ của Diệp Tú nhanh hơn trước, nàng sửa xong liền thả cầu thang xuống, tiếp tục đi xuống lầu 2. Tầng thứ hai là các thư tịch ghi chép lại lịch sử các thời kỳ, lần trước Diệp Tú vội vàng đi lên, còn chưa kịp xem kỹ, nàng vòng qua vòng lại các kệ sách, có một số sách nàng xem không hiểu chữ viết trên đó hẳn là viết bằng cổ văn, nàng còn phát hiện trong một góc có vài quyển sách nghiêng vẹo như được vội vàng nhét vào cho đủ số. Cái gì mà luận về một ngàn cách ăn yêu thú, đánh giá về các loại thịt yêu thú trên bảng xếp hạng, chắc là sách của các chủ sư đầu bếp. Diệp Tố theo bản năng rút ra một quyền từ trên giá sách, cả quyển sách chi chít những hàng chữ tượng hình xa lạ nàng đọc không hiểu, thậm chí vượt ra khỏi khả năng lý giải về chữ tượng hình của nàng. Nàng lật quyển sách từ đầu đến cuối, không có chỗ nào có thể xem hiểu nên nàng trả lại về chỗ cũ, nàng lại bắt đầu chọn một quyền khác trên kệ, lúc này thế mà lại phát hiện có một quyền từ điền cổ văn. Ở đây vậy mà có cả từ điền để dạy người biết chữ. Là một đại sư tỷ hiếu học, Diệp Tố lập tức rút quyền sách ra, nhanh chóng lật xem. Không thể không nói, quyền từ điền này viết rất đơn giản dễ hiểu, sau khi xem xong 7-8 phần của quyền từ điển Diệp Tố ngẩng đầu nhìn lên những quyển sách khác trên kệ, tức khác như khăn bịt mắt được tháo xuống, nàng vậy mà lại có thể xem hiểu không ít gáy sách của các quyền cổ văn. Diệp Tố lại cúi xuống chuẩn bị xem cho xong quyền từ điển. Kết quả vừa lật đến trang tiếp theo lại bắt gặp nét chữ lười nhác quen thuộc viết chữ cổ văn. Một hàng chữ to nổi bần bật trên trang giấy. Thất học là cái gì? Ta là đại yêu. Nét chữ cương cáp, có thể nhìn ra được tâm tình của người viết khi viết xuống những chữ này như thế nào. Ngón tay Diệp Tố chạm chạm vào hàng chữ không nhịn được đứng giữa tầng hai bật cười ra tiếng. Đây là do tiểu sư đệ lưu lại, quả nhiên hắn đã từng tới luân truyền tháp. Diệp Tố tiếp tục lật các trang tiếp theo, lúc này nàng lại phát hiện có một trang không phải là chữ viết mà là một phù chú đồ thâm ảo. Nàng chỉ là nhìn thoáng qua vậy mà tâm thần thiếu chút nữa bị hút vào trong đó. Đây là phù chú đồ vượt xa cảnh giới hóa thần. Diệp Tố lập tức đóng quyền từ điền lại một cái bộp, sau khi đợi một chút hoãn thần lại nàng mới tiếp tục mở ra xem tờ cuối cùng. Không còn đồ vật nào khác, lại quay lại là chữ viết. Quyển bí kíp ảo thuật cho Mai Cửu Nhân đã được tiểu sư đệ mang ra ngoài, danh mạch của Diệp Tố vẫn còn chưa dùng đến, nàng đứng dậy bỏ quyền từ điển vào túi càn khôn, quyết định mang nó ra ngoài. Cách thời gian ra tháp vẫn còn một khoảng thời gian, Diệp Tố không xem những cái khác mà nàng chỉ chuyên chọn những sách viết bằng cổ văn để xem. Diệp Tố sau khi xem xong quyển từ điển cổ văn đó thì gần như có thể nhận biết được toàn bộ các chữ trong sách. Những quyển sách này chỉ nhìn bề ngoài thì rất xứng với văn tự cổ đại, nhìn rất đoan chính, cổ kính, hù người, nhưng thực tế sau khi đọc hiểu được thì phần lớn lại là các nội dung không chính thống, nói về các tin tức bát quái thu thập được từ các tông môn. Có không ít tông môn Diệp Tố chưa hề nghe qua, vào trước thần vẫn kỳ, tu chân giới đều dùng chữ ở dạng cổ văn, Tất nhiên những tông môn này cũng đều là những môn phái tồn tại vào thời kỳ đó. Không biết có thể tìm được tin tức gì về tiểu sư đệ hay không. Diệp Tố ôm suy nghĩ này mà lật không ngừng những tiểu thư bát quái, còn từ trong đó thu được không ít tin tức của các đại tông hiện nay. Trước thần vẫn kỳ, những đại tông môn này cũng đã là những môn phái lớn sừng sững ở tu chân giới, bất quá địa vị có chút khác với hiện tại. Địa vị của Ngũ Hành Tông và Vạn Phật Tông cao hơn ngược lại Côn Luân và Ngô Kiếm phái lại xếp ở phía dưới. Diệp Tố mở ra một quyền thư tịch khác, trong quyền này vậy mà lại gặp được tin tức về Thiên Cơ Môn, khi đó Thiên Cơ Môn vẫn là một siêu cấp đại tông môn, thiên tài lớp lớp. Khó mà gặp được ghi chép về Thiên Cơ Môn trước thần vẫn kỳ, Diệp Tố liền lập tức chăm chú đọc. Từ những câu chữ trong quyển sách này Diệp Tố thấy được sự huy hoàng đã từng của Thiên Cơ Môn, những thiên tài của tông phái được người người chú mục, mỗi một lần luyện ra pháp khí đều có thể gây ra oanh động to lớn. Thậm chí còn có luyện khí sư chuyên luyện chế pháp khí cho yêu, ma. Yêu, ma. Diệp Tố không rõ lắm trong cổ văn hai chữ này có còn nghĩa nào khác hay không, trước thần vẫn kỳ tu sĩ còn có thể lui tới với ma. Nàng xem xong hết quyển sách này, cũng không tìm được đáp án. Sau khi ở tầng thứ hai một thời gian, Diệp Tố đếm đếm ngày tháng, quyết định sửa lại cầu thang ở tầng hai, sau đó canh đúng ngày giờ đi xuống tầng 1. Khi tất cả cầu thang đều được khôi phục lại như cũ, ở nơi mà Diệp Tố không nhìn thấy, bên ngoài thân tháp có một tầng lưu quang hiện lên, chỉ có các bồng lai thánh sứ đang thủ vệ luân truyền tháp nhìn thấy dị tượng trong thoáng chốc ấy. Sau khi Diệp Tố đặt chân xuống tầng 1 cũng không nhìn thấy mà ảnh, vẫn là tầng một trống rỗng như cũ. Nàng sờ sờ túi càn khôn, thầm nghĩ sau khi ra ngoài phải đưa quyền từ điển kia cho tiểu sư đệ thuận tiện cho hắn nhìn xem chữ đó có phải chính mình viết hay không. Thời gian tròn một năm vừa điểm, tháp môn luân chuyển tháp mở ra. Diệp Tố vừa chuẩn bị bước ra thì liền nhận thấy tình huống bên ngoài không đúng. Bầu trời tăm tối, bên ngoài không có bất luận một người nào, chỉ có gió lớn không ngừng gào thét thổi qua. Phản ứng đầu tiên của Diệp Tố là lui về sau một bước, sau đó phóng xuất thần thức dò xét ngoài tháp, lại chỉ thấy 12 vị bồng lai thánh sứ đang đứng nàng nhíu mày bước ra ngoài cảnh giác trong lòng dựng lên mức cao nhất diệp tố vừa ra khỏi tháp tháp môn sau lưng liền nặng nề đóng sầm lại vị bồng lai thánh sứ duy nhất không có khoác áo choàng xanh nhìn thấy diệp tố ra tới liền đem thư giao cho nàng đây là thư bọn họ viết cho ngài diệp tố nhìn gió cắt đang gào thét khắp nơi một lát sau mới cúi đầu nhìn phong thư có dấu hiệu đã bị mở ra đập vào mắt là chữ viết của dịch huyền nàng nhanh chóng đọc xong nội dung trong thư tâm dần trầm xuống, thời gian viết thư cách đây đã nửa năm, bên ngoài tháp vẫn không có một ai, có thể thấy được cho đến hiện tại tu chân giới vẫn chưa giải quyết được nạn ma giới xâm lấn. Diệp Tố đang định nhét thư lại vào bì thư thì bỗng nhiên phát hiện mặt sau của trang giấy còn có một hàng chữ, là tiểu sư đệ viết. Ta đi tìm dịch huyền. Diệp Tố. Nàng dặn hắn ở cùng với dịch huyền cũng không phải có ý như hắn hiểu. Diệp Tố nhìn không gian xung quanh chỉ toàn cắt đá, quay đầu hỏi bồng lai thánh sứ bên cạnh, xin hỏi ta nên làm sao để đi ra ngoài. Trên người nàng hiện tại không có quyền trục truyền tống. Ngài muốn đi đâu, bồng lai thánh sứ hỏi. Diệp tố híp híp mắt, cảm thấy không đúng lắm, bồng lai thánh sứ này có chút quá khách khí rồi, nàng giơ tay chỉ chỉ vào ông, sau đó lại chỉ chỉ chính mình, chúng ta, có quan hệ gì. Mà lại dùng ngài, để xưng hô ta. Bồng lai luôn xưng hô ngài, với người có khả năng là người quan trọng. Bồng lai thanh sứ ý vị không rõ trả lời. Nói như vậy, Diệp Tố kinh ngạc, ta là người có khả năng là người quan trọng đối với bồng lai ư. Bồng lai thanh sứ lắc đầu, một lần nữa lặp lại, ngài muốn đi đâu? Thiên cơ môn, Diệp Tố cũng không dây dưa tiếp vấn đề này, trực tiếp hỏi, có thể đưa ta về đó không? Bồng lai thanh sứ mở ra hai tay, sau đó xoay người sang một bên, hai tay kéo sang hai bên xé ra một không gian truyền tống, ngài có thể đi qua. Diệp Tố đi về phía trước vài bước, bỗng quay đầu nhìn lại vị bồng lai thanh sứ này, thực lực của ông ấy thoạt nhìn sâu không lường được. Nếu nàng nhớ không lầm thì một năm trước mấy vị đại tông chủ phải liên thủ mới xé không tạo ra một đường truyền tống nối thẳng côn luân đến bên ngoài luân truyền tháp, hiện tại một mình ông ấy cũng có thể xé mở không gian đưa nàng về thiên cơ môn ư. Tháp linh luân truyền tháp đã mất tích mấy ngàn năm. Khi Diệp Tố sắp bước vào thông đảo, vị bồng lai thành sứ đó lại bỗng nhiên nói một câu. Cái gì? Diệp Tố quay đầu hỏi. Nếu muốn lên tầng thứ 9, cần phải trước tìm về tháp linh. Không đợi Diệp Tố phản ứng, Bồng Lai thanh sứ liền hướng về phía nàng phất tay, đẩy nàng tiến vào thông đạo, đi thôi. Diệp Tố ngã vào thông đạo. Bồng Lai thanh sứ đang nói cái gì? Nàng có chút hoài nghi lỗ tai của bản thân. Khi Diệp Tố một lần nữa đứng dậy thì hoàn cảnh xung quanh đã xảy ra biến hóa thay cho sỏi cắt gió gào chính là khung cảnh quen thuộc ở sau núi Thiên Cơ Môn. Nơi nàng hạ cánh là suối nước sau núi, ướt đẫm cả người. Diệp Tố nhanh chóng bước ra khỏi suối, dùng thuật chú làm khô người, sau đó chạy nhanh về Thiên Cơ Môn, thời gian dài như vậy không biết trong ngoài Tông Môn đã xảy ra những chuyện gì. Nàng vừa gấp rút chạy về trong Tông Môn vừa lấy ra truyền tin Ngọc Điệp liên hệ sư phụ. Chương 149 Hộ môn đại trận Đại đồ đệ, con ra khỏi luân truyền tháp rồi. Trương Phong Phong vừa thấy là Diệp Tố liên hệ đến thì liền lập tức kích động. Khi gương mặt trẻ tuổi non trệt của sư phụ hiện lên trên truyền tin ngọc điệp, Diệp Tố vẫn cảm thấy có chút chưa quen được. Còn đang ở sau núi Thiên Cơ môn, Diệp Tố đánh giá Trương Phong Phong so với lúc trước thì có gầy đi vài phần, trang trí phòng ốc phía sau lưng ông cũng không giống ở Thiên Cơ môn. Còn nghe nói ma giới xâm lấn, các sư đệ sư muội vẫn an toàn chứ sư phụ? nhóm sư đệ sư muội lưu xa dẫn đi vẫn còn đang ở ngô kiếm phái. Trương phòng phong đáp, mấy đứa dịch sư đệ con cũng đã trở lại từ luân truyền tháp, bọn nhóc đã cùng với vô thủ vệ, hồ trưởng lão che chở thiên cơ môn. Nếu nói như vậy thì thiên cơ môn hẳn là không có ai xảy ra chuyện gì. Sư phụ, tình hình hiện tại của tu chân giới thế nào? Diệp Tố hỏi, bên ngoài luân truyền tháp không có một ai, các đệ tử cùng trưởng môn bái phòng hai tông cũng chưa về, tình huống nhất định không thể tốt được bao nhiêu. Quả nhiên, vừa nghe lời này của nàng thì ánh mắt Trương Phong Phong liền lộ vẻ phiền muộn, các đại tông đã phá hủy mấy cái huyết trì, nhưng vẫn có huyết trì mới không ngừng mọc lên, mà tộc cũng không ngừng thông qua huyết trì tiến vào tu chân giới, cục diện chỉ có thể nói là tạm thời được khống chế. Sư phụ, người còn đang ở hợp hoan tông sao? Diệp Tố bỗng nhiên thay đổi đề tài. Ánh mắt Trương Phong Phong lập tức trợn lên, ta phải luyện chế pháp khí hộ thân cho các đệ tử hợp hoan tông, tài liệu đều do bọn họ cung cấp, sư phụ kiếm được không ít linh thạch đâu. Rõ ràng là một chuyện hết sức bình thường, nhưng ánh mắt Trương Phong Phong lại hết liếc ngang lại ngó dọc, ngược lại giống như đang giấu giếm cái gì. Cũng không phải là bán mình, sư phụ, người trột giả cái gì. Diệp Tố gọn gàng dứt khoát hỏi một câu vào trọng tâm. Trương Phong Phong tức khắc dựng thẳng mày, nói bậy gì đó. Ta là trai nhà lành, bán cái gì thân ta đây còn trong sạch nhé diệp tố sư phụ hay là người đừng nói càng nói càng làm người khác nghĩ nhiều thôi thôi sư phụ còn phải đi luyện khí không nói chuyện với con nữa trương phong phong vươn tay tắt truyền tin ngọc điệp trước tuy nhiên trước đó vẫn dặn dò nàng một câu đại đồ đệ con nhớ phải cẩn thận đấy cứ cách một khoảng thời gian lại có ma quân mò đến thiên cơ môn con biết diệp tố còn chưa đáp xong thì đối diện đã tắt truyền tin ngọc điệp hừm, xem ra trong sạch của sư phụ tràn ngập nguy cơ rồi. Khu vực phía sau núi Thiên Cơ Môn Thông đến các phong, Diệp Tố quen đường quen lối bước nhanh về hướng cửu huyền phong. Vừa đi đến trước cửa sân, nàng liền nghe được thanh âm của dịch huyền, người tự mình ngủ đi. Lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của dịch huyền bất lực như vậy, Diệp Tố không khỏi ngừng bước chân, đứng nghe bên trong nói chuyện. Diệp Tố nói chúng ta phải ở cùng nhau, dù phục thời chậm gì gì nói, Người không nghe lời đại sư tỷ. Dịch huyền. Hắn nắm trọng minh đao, dùng sức chống xuống đất một cái thật mạnh, áp chế lửa giận trong lòng. Du phục thời một ngày 360 bận muốn đi ngủ, chuyện này vốn dĩ hắn cũng không thèm bận tâm, chỉ là cố tình mỗi lần du phục thời đi ngủ đều phải lôi kéo hắn cùng đi. Trọng minh đao linh ngồi bên bàn đá trong sân, an tĩnh rót cho mỗi người một ly trà ngon, hắn không nói gì, chỉ là trong mắt mang theo ý cười ôn hòa. Hồ trưởng lão đang tu sửa thiên cơ môn, ta muốn đi hỗ trợ. Dịch huyền bỗng nhiên mặt không chút biểu tình nhìn vào eo của du phục thời nói, bụng người bự ra rồi, xấu. Du phục thời nghe thấy nửa câu sau của hắn thì liền buông xuống chén trà vừa mới cầm lên, bật người ngồi dậy, duỗi tay sờ sờ bụng của mình. Hắn tuyệt đối không cho phép bản thân biến thành sửa bát quái. Cùng xuống núi tu sửa đi, dịch huyền đưa ra kiến nghị. Du phục thời cúi đầu dùng tay sờ bụng mình vài cái, cuối cùng xác định vẫn thon gọn như trước, lúc này hắn tiếp tục lười nhắc nằm dài ra bàn đá, không đi, ngủ. Sửa xong rồi lại có ma tìm tới thôi, nửa năm nay cũng đã sửa bốn lần rồi, hơn nữa khớp huyết cũng đang ở dưới chân núi hỗ trợ. Nghe thấy tiểu sư đệ nói, Diệp Tố ở bên ngoài nhịn không được bật cười một tiếng, hai người trong sân đồng loạt quay đầu nhìn qua. Đại sư tỷ, dịch huyền nhìn thấy Diệp Tố thì có chút ngây người, ngay sau đó lập tức đứng lên, tỷ trở về từ luân chuyển tháp rồi. Diệp Tố gật đầu với hắn và Trọng Minh đang ngồi bên cạnh, nàng đi vào sân, nhìn qua du phục thời đã ngồi dậy hỏi, tiểu sư đệ, ta nói ở cùng nhau là như vậy sao? Du phục thời hơi nâng cầm lên, chính là như vậy. Diệp Tố lấy quyền từ điển cổ văn ra khỏi túi càn khôn, đẩy qua cho du phục thời, cho đệ. Du phục thời rũ mắt nhìn từ điển cổ văn trên bàn, thoạt nhìn rất quen mắt. Diệp Tố ngồi xuống, Trọng Minh liền rót một ly trà đầy qua cho nàng, đa tạ. Du Phục thời duỗi tay mở ra quyển từ điển cổ văn, trong đầu liền hiện lên mấy đoạn ngắn linh tinh mơ hồ, chỉ là không nhớ nổi, hắn càng lật càng nhanh. Ở phía sau có một tờ có chữ viết, Diệp Tố đè tay hắn lại, mở đến trang có dòng chữ quen thuộc, có nhận ra không? Có lẽ nhớ không rõ, nhưng Du Phục thời liếc mắt một cái liền nhận ra được dòng chữ đó là ai viết, hắn dương mắt nhìn về phía Diệp Tố, "Là ta viết." dịch huyền nghe vậy liền nghiêng đầu nhìn lướt qua nội dung trong quyển sách tuy nhiên hắn xem không hiểu tiểu sư đệ không phải thất học diệp tố một lần nữa đóng quyền từ điển lại giơ giơ quyển sách lên nói này có thể chứng minh đệ đã biết chữ từ sớm rồi dù phục thời nghiêng đầu không hiểu thất học là cái gì thất học chính là không biết chữ diệp tố muốn đổi chủ đề nàng nháy mắt với dịch huyền ý bảo hắn tìm đề khác dịch huyền không hiểu nhưng vừa lúc hắn cũng có chuyện muốn hỏi nàng, đại sư tỷ, tỷ ở trong luân truyền tháp có tìm được đường lên tầng thứ 9 không? Không có, ta đi xuống dưới. Diệp Tố lại nghĩ tới lời nói của bồng lai thanh sứ, tháp linh mất tích. Nếu bọn họ biết tháp linh mất tích vì sao không đi tìm mà lại nói cho nàng? Kể cho ta nghe những chuyện đã phát sinh trong hơn nửa năm qua đi. Diệp Tố nói, nửa năm nay, bởi vì có du phục thời, hoặc là nói nhờ có khớp huyết, mấy nhóm ma vật đến đây đều không chiếm được chỗ tốt nào. Từ Trình Ngọc thật ra có mời bọn họ đến đồ thủ thành, nhưng nếu bọn họ thật sự đi thì vạn nhất khi ma vật tràn đến, chỉ sợ thiên cơ môn sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Vô luận là huy hoàng hay suy bại thì thiên cơ môn vẫn luôn ở đây, mấy người hồ trưởng lão không thể chịu được việc tông môn bị hủy hoại ở đời của mình. Cuối cùng từ Trình Ngọc dùng quyền trục truyền tống di rời hết những thường dân đang được thiên cơ môn bảo hộ sang đó, tu sĩ trong đồ thủ thành đông đảo, những người này qua đó mới có thể an tâm sinh hoạt. Vô âm tông thì sao? Diệp Tố hỏi. Bọn họ có đại trận thủ vệ. Dịch huyền nhớ tới trận pháp mình nhìn thấy ở vô âm tông, mà quân cũng không thể tiến vào. Đại trận. Diệp Tố nhớ tới dự định mấy năm trước của bản thân, từ lâu nàng đã muốn tái khởi động hộ môn đại trận của thiên cơ môn. Chẳng qua một là đại trận không có người sửa chữa, hai là dựng đại trận lên cần tiêu hao một lượng linh thạch rất lớn trong khi linh mạch của thiên cơ môn bọn họ đã sớm khô cạn. Lữ cửu cũng ở dưới chân nuôi ư, Diệp Tố hỏi Dịch Huyền. Đúng vậy, Dịch Huyền dừng một chút mới nói tiếp, tuy nhiên lúc bị ma quân tấn công tâm mạch của nàng ấy bị hao tổn, sau khi được tiểu sư đệ đúc cho một giọt máu thì miệng vết thương đã khôi phục, nhưng đến hiện tại vẫn chưa tỉnh. Thủ vệ nói có khả năng nàng sắp đột phá nên để nàng ấy nằm dưỡng thương ở tàng điền các. Nghe thấy nhắc đến máu, Diệp Tố không khỏi nhìn về phía Du Phục Thời, nhưng nàng cũng không nói gì, chỉ là uống cạn ly trà rồi mới tiếp tục, "Ta xuống dưới núi xem thử." Nàng nói xong liền đứng dậy, Du Phục Thời cũng thu hồi từ điền cổ văn, lật đật đứng lên muốn đi theo nàng. Dịch Huyền ở phía sau lạnh giọng nói, "Tiểu sư đệ, vừa rồi ngươi còn nói muốn đi ngủ." "Không cần ngươi quản." Du Phục Thời ném xuống một câu, "Ta không cần ở cùng với ngươi nữa." Dịch Huyền Diệp Tố và Du Phục thời cùng nhau đi xuống chân núi, trên đường đi nàng phát hiện hai bên cửu huyền phong vốn dĩ có một ít cây cỏ không tính là tốt tươi nhưng nay đều đã xám xịt, như là đã bị rút hết sinh cơ. Là do một tên ma làm đấy, một tên ma xấu xí. Du Phục thời đi bên cạnh Diệp Tố cao trạng, chỉ là không đề cập tới việc chính mình nhất kiếm đã chém lìa đầu ma quân. Ngoại trừ quan hộ thành trong Tố Hồi trận pháp, Diệp Tố chưa từng tiếp xúc qua ma vật nào khác nàng cũng không rõ rút sinh cơ của mọi thứ có phải là đam mê gì đấy của bọn chúng hay không, chỉ đành đặt nghi vấn này trong lòng. chương 150 Linh Mạch Phía dưới cửu huyền phong thiên cơ môn có một thí luyện trường cực lớn, nghe nói trong thời kỳ cường thịnh của tông môn, nơi này lúc nào cũng tấp nập các đệ tử đến đây luyện khí, tỉ thí. Về sau linh khí khô cản, nơi này biến thành một đại quảng trường trống rỗng điều hưu, lâu lâu sẽ có một vài sư đệ sư muội bưng ghế dựa tự mình làm chạy ra đây ngồi phơi nắng. Hiện nay Diệp Tố xuống đến nơi thì thấy một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là những phiến đá bị nổ tung vỡ vụn, hồ trưởng lão đang tiến hành sửa chữa, khắp huyết ở bên cạnh chu mông lắp từng mảnh đá vào. Hồ trưởng lão, Diệp Tố tiến đến phụ giúp rời các phiến đá tập trung lại đây. Con đã trở lại rồi, hồ trưởng lão buông xuống một phiến đá, nhìn nàng nói, ta nghe mấy đứa dịch huyền nói con vẫn luôn ở trong luân truyền tháp, có thu hoạch gì không? Con đọc rất nhiều sách, đầu ngón tay Diệp Tố sờ qua những mảnh đá phiến, đều là chất liệu thượng thừa, đáng tiếc nhiều năm không có linh khí bồi dưỡng mới có thể bị ma vật tàn phá nghiêm trọng như vậy. Hồ trưởng lão nghe vậy liền tức khắc nở nụ cười, thói quen ở đâu cũng tìm sách đọc của con thật là không đổi được. Diệp Tố mỉm cười cúi đầu tiếp tục ghép đá phiến, nhủ thầm bởi vì đọc sách là cách nhanh nhất giúp nàng hiểu biết phương thức vận hành của thế giới này. Rõ ràng chỉ vừa mới trở về từ Luân Chuyển Tháp thế nhưng Diệp Tố hoàn toàn không cho bản thân thời gian thả lỏng thích ứng. Đầu tiên là tất bật hỗ trợ chữa trị đá phiến trên quảng trường, sau đó lại đến tàng điền các thăm vô thủ vệ cùng với Lữ Cửu còn chưa tỉnh. Thân thể con bé không có gì đáng ngại, Vu Phong Hải vẫn là bộ dáng cũ, ngồi trước bàn trong tàng điền các, quay đầu nhìn Lữ Cửu còn đang đà tỏa ở bên trong chưa tỉnh chỉ là sắp đột phá. Đối với loại người như Lữ Cửu mà nói, mỗi một lần dừng chân trước quỷ môn quan đều sẽ giúp nàng tiến lên một bước, lại còn bị du phục thời đút một giọt máu, chỉ kém một chút nữa thôi là có thể đột phá. Thiếu linh khí, Diệp Tố bỗng nhiên nói. Toàn bộ linh mạch của thiên cơ môn đã khô cản, linh khí loãng đến mức gần như không có, thế nên Lữ Cửu mới hơn nửa năm vẫn còn chưa tỉnh lại. Dịch huyền có đưa linh thạch, tuy rằng không nhiều nhưng đột phát chậm một chút cũng không phải chuyện xấu. thành âm vu phong hải khàn khàn sư phụ con cũng đang giúp luyện chế pháp khí tránh lôi. hẳn là biết được diệp tố đang suy tư gì, vu phong hải bồi thêm một câu. tháng trước trương phong phong đã thăng liền hai giai, hiện giờ đã là hợp thể hậu kỳ. hàng năm ở nơi không có linh khí gì, trương phong phong muốn tiến giai cũng không có cách nào. kỳ thật khi hắn vừa đến hợp hoan tông không bao lâu thì đã tiến giai đến hợp thể sơ kỳ sau đó lại ngày đêm không ngừng luyện chế pháp bảo hộ thân cho đệ tử hợp hoan tông, tích lũy ngộ đảo, cuối cùng tiến dài cực nhanh. Lúc ấy lôi kiếp không nhỏ, nghe nói tông chủ hợp hoan tông phải tung ra cả pháp bảo bản mạng của mình để thay trương phong phong chặn một đạo lôi. Chỉ trong thời gian một năm từ hóa thần hậu kỳ lên tới hợp thể hậu kỳ, xem ra sư phụ năm đó cứ luôn miệng khen bản thân là thiên tài như thế nào cũng không phải là giả. Thủ vệ, con muốn thử xem có thể chữa trị hộ môn đại trận hay không? Diệp Tố nói với Vu Phong Hải. Hộ môn đại trận, Vu Phong Hải có chút hoàng thần, ông là người đã từng thấy quang cảnh huy hoàng của thiên cơ môn năm xưa, đại trận cần tiêu hao một lượng linh khí rất lớn, năm đó khi đại trận còn được vận hành thì linh mạch của thiên cơ môn vẫn còn sung túc. Trước cứ kiểm tra xem có thể chữa được hay không, linh khí chúng ta sẽ tính sau. Diệp Tố nói, chuyện ma giới xâm lấn trước mắt vẫn chưa được giải quyết triệt để, thiên cơ môn cần hộ môn đại trận, trong nguyên tác lúc này căn bản không hề có chuyện ma giới xâm lấn, vẫn chỉ là viết về quá trình nữ chủ cùng nam chủ đi rèn luyện trong các bí cảnh, động phủ, truyền thừa ở khắp nơi mà thôi. Vậy mà hiện tại xuất hiện chuyện ma giới tràn đến. Diệp Tố quay đầu nhìn ra ngoài hướng về phía cửu huyền phong, dịch huyền không lấy được khớp huyết kiếm mà ngược lại dùng trọng minh đao, lại không có quan hệ gì với ninh tiền giao, hẳn là sẽ không làm ra chuyện đồ sát tông môn. Nhưng cuối cùng vẫn có ma tới cửa công kích thiên cơ môn, chẳng qua lần này biến thành ở cửa thứ hai của tông môn đại bị nàng đắc tội ma chủ. vạn nhất ngày nào đó các sư đệ sư muội ở trong tông môn mà vô thủ vệ lại không có ở đây, nếu có thể củng cố lại hộ môn đại trận thì ít nhất có thể kéo dài được một đoạn thời gian chờ viện binh đến. Một khi đã như vậy, con cứ thử xem sao, vu phòng hải không hiểu nhiều lắm về trận pháp, nhưng Diệp Tố đã lên tiếng đề nghị thì cứ thử xem vậy. Ngày hôm sau, Diệp Tố đứng trước đại môn, rót linh khí vào tàn dư trận pháp trên mặt đất, không có linh mạch chống đỡ, linh lực của một hóa thần sơ kỳ như nàng cũng chỉ đủ để hộ môn đại trận mở ra trong một lát, nhưng vẫn như cũng không có bao nhiêu hiệu quả thủ vệ, chỉ cần là tu sĩ đều có thể dễ dàng xông vào. Trận pháp của hộ môn đại trận phức tạp bàng bạc, nhưng mà có thể nhìn ra khắp nơi đều có chỗ tổn hại, không được duy tu. Diệp tố ngồi xổm xuống đất, chỉ dựa vào trí nhớ lần nhìn thoáng qua vừa rồi, trong đầu bắt đầu chậm rãi phát hỏa phương án chữa trị những chỗ bị hư hại của trận pháp. Trận pháp này phức tạp đến độ không từ nào diễn tả được, có thể tưởng tượng ra tới lúc trước hẳn là danh tác của một bậc thầy. Mấy năm trước khi nhìn thấy Ninh Tiền Giao và Lục Trầm Hàn ở sau núi, nàng đã suy nghĩ về sau có cơ hội sẽ tìm người chữa trị hộ môn đại trận, không ngờ tới cuối cùng vẫn là chính nàng cám đáng chuyện này. Du phục thời vốn dĩ đứng ở phía sau Diệp Tố, thấy nàng ngồi xổm xuống, do dự một lát cũng ngồi xuống theo. Phía sau hai người là khớp huyết kiếm tung tăng nhảy nhót khắp nơi trên thí luyện trường rộng lớn. Ta nhớ rõ lúc này đệ hẳn là tới kỳ ngủ đông rồi. Diệp Tố bỗng nhiên nghiêng đầu nói với Du Phục Thời. Không buồn ngủ, Du Phục Thời không quá kiên định nói. Không gian trong phòng có thể tùy ý mở hay không? Diệp Tổ hỏi, đi vào đó nghĩ ngơi hẳn là không tồi. Linh khí của không gian cực kỳ nồng đậm, tựa hồ rất có ích cho du phục thời. Không nhớ rõ, tiểu sư đệ hỏi một câu là đã ba cái không biết. Thôi, chúng ta đi chỗ khác nhìn xem thử đi. Diệp Tố đứng dậy, thuận tay kéo người nào đó cùng đứng lên. Trận pháp này không đơn giản, không giống với những trận pháp nàng đã từng tiếp xúc qua. Nó qua mức khổng lồ, Diệp Tố chỉ vừa xem trận pháp ngoài chỗ đại môn mà đã có chút cố sức. Hộ môn đại trận sẽ được thiết hạ theo từng điểm bao quanh toàn bộ tông môn, thế nên nàng quyết định đi xem dấu vết của trận pháp ở những chỗ khác nữa. Trên đường di, Diệp Tố lục lại trong đầu những kiến thức về trận pháp nàng đã xem qua ở tầng thứ 5 luân truyền tháp, sau đó khi tìm thấy các dấu vết của tàn trận thì nàng cũng đều nhớ kỹ. Lúc trước bọn họ cũng đã từng đi qua các phong trong tông môn, bất quá lần đó là vì giúp tiểu sư để tìm về ký ức, tuy rằng cuối cùng hắn vẫn không nhớ được ra cái gì. Lần này, cả ngày hai người đi qua đi lại khắp nơi trong thiên cơ môn như con thoi diệp tố lấy ra giấy bút từ túi càn khôn bắt đầu ghi chép lại những mảng trận pháp nhìn ngẫm suy xét dù phục thời đứng ở bên cạnh diệp tố bỗng nhiên hắn nghiêng người vươn một ngón tay chọc chọc vào giữa mày nàng ngón tay hơi lành lạnh chạm vào trán nàng nhẹ nhẹ còn xoa giãn máy nàng sang hai bên không cho nhăn nữa một tay diệp tố cầm lấy giấy bút tay còn lại theo bản năng nâng lên nắm lấy đầu ngón tay của hắn rời đi làm sao vậy chỗ này nhíu tiểu sư đệ chỉ vào giữa hai mày của nàng nghiêm túc nói khó coi đây hẳn là lần đầu tiên du phục thời nhìn thấy diệp tố cau mày trên cả đoạn đường đến đây hắn mới nhịn không được mà vươn tay chạm vào diệp tố nghe vậy giữa mày liền giãn ra bật cười thật làm khó tiểu sư đệ không nói thẳng nàng xấu nàng nói hộ môn đại trận quá phức tạp có rất nhiều chỗ ta nhìn không hiểu thôi hôm nay đến đây thôi chúng ta trở về. Sự phức tạp của hộ môn đại trận vượt xa tưởng tượng của Diệp Tố, một lớp bao lấy một lớp, chỉ mấy ngày ngắn mùi sợ ngay cả tách lớp, khoanh vùng từng mảng trận pháp cũng đã rất khó khăn. Nàng vẽ lại sơ bộ trận pháp lên giấy, dẫn theo du phục thời đi về cửu huyền phong, bảo tiểu sư đệ về phòng nghỉ ngơi. Trong phòng không có gì khác thường so với thường ngày, không nhìn thấy không gian lần trước, hẳn là nó chỉ kích phát vào những thời điểm nhất định. Đệ nghỉ ngơi trước đi bản thân Diệp Tố ngồi ở bên ngoài tiếp tục nghiên cứu những mảng trận pháp đã vẽ vừa rồi. Dù phục thời ngồi ở mép giường, hai tay chống xuống giường, nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt, cảm xúc không quá cao. Hắn không thích nhìn thấy bộ dáng nhíu mày của nàng, rất giống. Rất giống cái gì? Dù phục thời bỗng nhiên lại nhớ không rõ, sau đó hắn cũng từ bỏ không tự hỏi nữa, thò tay lấy ra từ túi càn khôn quyền từ điển văn giày cổ văn dày cục kia, mở ra vài trang cuối cùng, không giống với Diệp Tố không có cách nào xem được trận pháp được hỏa trong quyền từ điền, hắn nhìn nó chầm chầm lại không có chuyện gì xảy ra. Hắn lật sang tờ khác, rồi lại lấy ra một cây bút, nằm sấp trên giường, gạch đi nửa câu thất học là cái gì, đổi thành ta không phải thất học. Trước kia nhất định là có người mắng hắn. Khi Diệp Tố đang nghiên cứu đại trận thì Trương Phong Phong lại truyền về một tin tức, hẳn là ông đã nghe chuyện nàng muốn tu sửa đại trận. Đại đồ đệ, hộ môn đại trận của chúng ta là được truyền xuống từ thời thần vẫn kỳ, đã lâu lắm rồi, rất khó tu bổ. Trước kia tông chủ vạn Phật Tông đã từng tới xem qua, cũng nói chỉ có thể căng được một đoạn thời gian. Tông chủ vạn Phật Tông Diệp tố tính tính thời gian, cũng không kinh ngạc, trước khi suy bại thì thiên cơ môn quả thật có thể mời được tông chủ vạn Phật Tông. Con biết rồi à, để con nghiên cứu thêm một chút xem sao. Diệp tố trả lời ông một câu, sau đó nhìn đống giấy vẽ đầy trận pháp trải khắp trên bàn đá, cuối cùng nàng vẫn gom chúng lại, xoay người đi đến sau núi. Diện tích của khu vực núi đá phía sau thiên cơ môn lớn gấp 5 lần diện tích của tông môn, linh mạch nằm ngay ở phía dưới, đáng tiếc 500 năm trước đã khô cạn, hiện giờ chỉ là một vùng núi non bình thường, cây cối cỏ dại cũng chỉ là những loại phổ thông, không có một cây linh thảo, linh thụ nào. Diệp tố trước kia rất thích tới đây, trừ việc có thể an yên nghe gió thổi lá lay, tiếng nước chảy róc sách yên bình thì còn là vì đôi khi nó giúp nàng cảm giác bản thân vẫn còn ở thế giới cũ. Nếu linh mạch ở sau núi không khô cạn thì hẳn là cũng sẽ không an tĩnh như vậy, có thể có một ít linh thú lui tới. Nửa đêm, Diệp Tố đứng ở khu vực sau núi, trong đầu tràn ngập các hình vẽ hóa giải trận pháp, cứ thế đi lang thang khắp nơi không có mục tiêu. Mãi đến khi ánh mắt nàng vô tình nhìn thấy một cây cỏ dại, nói đúng ra là một gốc linh thảo, phẩm giai không tính là cao, nhưng đứng giữa chúng cỏ dại thì lại cực kỳ bắt mắt. Diệp Tố nhìn quanh quất bốn phía thì phát hiện nó là gốc linh thảo duy nhất ở quanh đây. Nàng ngồi xổm xuống trước cây linh thảo, truyền tin cho Trương Phong Phong, sư phụ, người tưới linh khí tuy rằng không thể làm linh mạch khởi từ hồi sinh, nhưng lại nuôi lớn một gốc linh thảo. Lúc này Diệp Tố còn chưa phát giác ra điểm khác thường. Ở hợp hoan tông phương xa, Trương Phong Phong sau khi thu được tin này liền trả lời, đại đồ đệ, linh thảo gì? ta chỉ tươi qua có một lần duy nhất thôi, còn xui xẻo bị con bắt gặp. Lúc trước thật vất vả kiếm được một chút linh thạch, Trương Phong Phong liền thả ra linh khí bên trong, muốn tưới xuống linh mạch sớm đã khô cạn, không ngờ lại bị Diệp Tố trông thấy. Cây linh thảo này, Diệp Tố cho Trương Phong Phong xem cây linh thảo nổi bật giữa đống cỏ dại xung quanh, mọc cũng rất khả quan. Trương Phong Phong híp mắt nhìn tới nhìn lui, cuối cùng lắc đầu nói, đã rất nhiều năm sư phụ không có đến khu vực sau núi, càng khỏi phải nói tới rót linh khí, không phải là ta làm. Diệp Tố nhìn về phía Trương Phong Phong, xác nhận là trưởng môn sư phụ không có nhớ lầm mới cuối người đào đi cỏ dại cùng đất chung quanh đó, làm lộ đó đá linh mạch ở phía dưới cùng. Vừa thấy nàng liền ngây ngẩn cả người, cây linh thảo đó lớn lên ngay trên đá linh mạch, linh khí cực mỏng manh xuyên thấu qua lớp đá linh mạch truyền vào trong linh thảo. Luồng linh khí đó quá mức mỏng manh, nếu không phải có linh thảo thì khi bản thân Diệp Tố đi ngang qua cũng không nhất định có thể cảm nhận được đá linh mạch còn có linh khí như vậy. Trương Phong phong kinh hãi, bên phía kia của truyền tin ngọc điệp đối diện bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng bùm bùm vang dội, như là có thứ gì không cẩn thận bị làm rơi vỡ, ông hận không thể trở về ngay lập tức để xem xét gốc linh thảo mọc trên đá linh mạch đó, linh mạch vẫn còn chưa khô cạn ư? Có lẽ là chút linh khí ít ỏi còn sót lại trên đá linh mạch mà thôi. Diệp Tố suy đoán nói không có khả năng trương phong phong chém đinh chặt sắt nói linh mạch của thiên cơ môn đã khô cạn khô quát cạn kiệt đến nỗi không còn dư lại bất luận một chút linh khí nào thiên cơ môn lúc ấy cũng không thể nào tin được dùng tất cả các loại phương pháp còn mời người đến kiểm tra cuối cùng nhận được kết luận là linh khí trong linh mạch đã bị rút sạch dẫn tới linh mạch khô cạn diệp tố thật cẩn thận dọn sạch bùn đất xung quanh gốc linh thảo nàng nắm một nhúm đất lên người người linh khí cực mỏng nhưng xác thật có tồn tại Xem độ lớn của cây linh thảo này, hẳn là mới mọc lên mấy năm gần đây. Có phải là linh mạch sống lại hay không?" Diệp Tố hỏi trưởng môn sư phụ. "Ta chưa bao giờ nghe qua chuyện như vậy." Trương Phong Phong trà sát hai tay nói, "Đại đồ đệ, con cẩn thận tìm thêm xung quanh xem có còn gốc linh thảo nào khác hay không." Khi nói chuyện trong thanh âm của ông mang theo cả sự run rẩy. Phát hiện này quá mức kinh hỉ, ai cũng không thể nghĩ đến linh mạch của thiên cơ môn còn có thời điểm sẽ sống lại mặc dù linh khí cực kỳ mỏng manh, nhưng nó vẫn có nghĩa là linh mạch có lẽ có thể khôi phục. Nếu thật sự là như thế thì thiên cơ môn nhất định có thể hoàn toàn cuột khởi, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Để con tìm thêm, Diệp Tố để xuống một ký hiểu chỗ gốc linh thảo này để đánh dấu, sau đó lại cẩn thận tìm kiếm khắp nơi xung quanh. Khu vực sau núi quá lớn, nơi này vốn dĩ ngay cả Diệp Tố cũng chưa từng đặt chân đến, nếu không phải hôm nay nàng cứ lang thang trong vô định thì chỉ sợ vẫn mãi sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của cây linh thảo này. Nàng đi mãi đến hừng đông nhưng vẫn chưa đi hết khu vực sau núi. Nàng dứt khoát ngự kiếm bay lên không, phóng thích ra thần thức bao trùm lấy khắp nơi sau núi. Thần thức của nàng phủ lên vị trí của toàn bộ linh mạch, mỗi gốc cây ngọn cỏ, từng gợn sóng trong suối, từng chiếc lá khô rơi rụng đều không tránh khỏi thần thức của nàng. Cỏ dại, cỏ dại, vẫn là cỏ dại thần thức khắp nơi không ngừng phản hồi tựa hồ chứa cây linh thảo ngoài ý muốn kia những nơi khác đều chỉ là cây cỏ bình thường mãi đến một khắc thần thức của diệp tố ẩn ẩn cảm nhận được cái gì nàng đứng giữa không trung đầu hơi nghiêng có một tia thần thức liền hóa thành hình bàn tay nhẹ nhàng vạch ra một bụi cỏ dải diệp tố bỗng chốc mở to mắt tìm được rồi một gốc linh thảo chỉ vừa mới ngoi đầu độ dài chỉ tầm cỡ móng tay bị bao vây bởi một bụi cỏ dại um tùm. Diệp Tố nhanh chóng chạy tới gần đó, cúi đầu nhìn cây linh thảo này, nàng lại một lần nữa phóng ra thần thức tiến vào trong bùn đất, nhìn thấy gốc linh thảo này lại cũng nảy mầm trên đá linh mạch vốn dĩ đã khô cạn. Thần thức không ngừng ở đó mà tiếp tục thâm nhập vào trong linh mạch, Diệp Tố liền cảm nhận được một cỗ linh khí cực nhạt ở giữa khối đá này. Chương 151. Khốn trận. Linh thạch lưu thông trong tu chân giới đều được khai thác từ linh mạch mà ra, chỉ cần không khai thác quá mức, ngàn năm sau phần linh thạch bị lấy đi sẽ chậm rãi mọc lại. Việc một tông môn rút ra linh khí quá nhiều dẫn tới toàn bộ linh mạch khô cạn giống thiên cơ môn hiếm có nhưng xác thật có từng xảy ra. Linh mạch cạn kiệt dẫn tới hậu quả liên hoàn đó là tông môn suy bại, hiện tại trong đá linh mạch vậy mà lại toát ra linh khí mỏng manh, việc này không hề nghi ngờ thắp lên trong lòng mọi người một tia hy vọng mãnh liệt thần thức của Diệp Tố không ngừng khuếch trương, thâm nhập vào trong đá linh mạch, nàng muốn dò xét nguồn cơn vì sao linh khí lại sống lại, thần thức đi theo chút linh khí mỏng manh đó mà di chuyển, đi được một đoạn nàng lại phát hiện phần đá linh mạch ở đằng xa vẫn khô cạn như cũ. Thần thức của nàng bao trùm lên toàn bộ khu vực linh mạch chảy qua ở sau núi, dò xét thêm một lát Diệp Tố lại phát hiện một số sợi linh khí rất nhỏ, nàng tập trung thêm thần thức về hướng đó, thần thức đi mỗi lúc một xa, dần dần vượt ra khỏi linh mạch của thiên cơ môn, càng ngày càng xa cuối cùng lại phát hiện những sợi linh khí này tựa hồ đến từ những phương hướng khác nhau những phương hướng này không đợi diệp tố suy nghĩ cẩn thận ngay lúc này thần thức của nàng đột nhiên bị một thứ gì đó theo dõi cổ lực lượng đó cực kỳ đáng sợ không những khiến người khác nhìn không thấu lại còn bao bọc bởi một thứ áp lực khiến người hít thở không thông diệp tố cảm nhận được nguy hiểm cổ lực lượng kia nhẹ nhàng phát hiện chính xác thần thức của nàng đang hiện diện sau đó liền nhào tới công kích Nguy hiểm. Trong nháy mắt trong đầu Diệp Tố tràn ngập cảm giác nguy cơ, tuy nhiên nàng không những không thu thần thức về mà ngược lại xông lên đón đầu. Cổ lực lượng này có lẽ có quan hệ đến linh mạch của Thiên Cơ môn, nàng nhất định phải điều tra rõ ràng. Diệp Tố xác định chính mình chưa bao giờ gặp qua loại lực lượng này, không giống uy áp của cảnh giới, cũng không phải linh lực. Hay là ma? Mấy phương hướng vừa rồi nàng vốn cảm thấy có cảm giác quen thuộc còn chưa định thần nhớ ra được cái gì thì thần thức đã bị công kích. Diệp Tố bỗng nhiên nhớ lại lúc trước khi từ trình ngọc kết anh thất bại trong bí cảnh, hắn có nói qua khi phóng xuất thần thức ra ngoài đụng phải cái gì nên kết anh mới thất bại. Sau đó nàng mới chợt nhận ra, những phương hướng mà linh khí truyền tới đều là những hướng dẫn đến các bí cảnh mà bọn họ từng đi qua. Có lẽ còn qua sớm để kết luận, nhưng liên tiếp nhiều điểm trùng hợp như vậy không khỏi khiến tâm cảnh giác của nàng dâng cao thần thức tựa hồ không cách nào có thể giấu được cỗ lực lượng nọ, Diệp Tố cũng không tìm cách ẩn nấp nữa mà xông tới đương đầu trực diện. Cổ lực lượng kia dường như không dự đoán được nàng vậy mà dám xông tới, nó như đứng hình trong nháy mắt, Diệp Tố nhân lúc này tức khắc vọt tới. Sau khi rèn luyện ở tầng thứ 8 luân truyền tháp, phạm sáu thức hải của nàng cũng đã mở rộng mấy lần, hơn nữa với ưu thế thức hải trời sinh, thần thức của nàng vượt xa thần thức của cảnh giới hóa thần thông thường, dù vậy nàng vẫn cảm nhận được rõ ràng sự áp bách mà cổ lực lượng kia tỏa ra. Đây là lần đầu tiên đáy lòng Diệp Tố sinh ra cảm giác sợ hãi, không phải sợ hãi trước thứ nàng không biết mà thuần túy là do cổ lực lượng không rõ đó mang đến. Tuy vậy Diệp Tố vẫn mím môi thao tác thần thức không chút nào trùn bước xông về phía lực lượng đó, chỉ cần có thể phát hiện một chút manh mối liên quan để giải quyết tình trạng linh mạch của thiên cơ môn thì cũng đáng nhưng mà khi thần thức của Diệp Tố gần như đụng vào cổ lực lượng nọ thì nó lại đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại có. Linh khí ngập trời. Dưới lòng đất đột nhiên lại xuất hiện một vùng linh khí trào sôi điên cuồng. Thần thức của Diệp Tố đắm chìm trong linh khí nồng đậm gần như sắp động thành thực thể, một mảng linh khí kim sắc, thậm chí còn có vài sợi ánh sắc tía, cực kỳ giống với cực phẩm linh thạch mà du phục thời lấy ra lúc trước. Nàng đã dùng qua nên đối với loại linh khí này không tính là xa lạ thần thức của nàng không ngừng mở rộng ra xung quanh, phiến linh khí này không thấy đầu cũng chẳng thấy đuôi, cụm linh khí khổng lồ như thế lại ẩn sâu trong mặt đất thật lâu không tiêu tan. Diệp tố ngây ngẩn cả người, không thích hợp. Tất cả linh mạch trong tu chân giới sớm đã bị phân chia sạch sẽ, ngàn vạn năm qua chỉ thấy số lượng linh mạch dần giảm đi, mặc dù có linh mạch mới ra đời nhưng cũng chỉ là những mạch nhỏ, nông, và thường cũng sẽ bị các đại tông xí trước. Nếu các linh mạch mới với linh khí mỏng manh còn bị người phát hiện mà cụm linh khí khổng lồ tụ lại ở đây thế này mà lại không ai hay biết gì thì quá là không bình thường. Diệp tố không chế thần thức, cha xét tới lui mảng linh khí này xem có tìm ra dấu vết gì không. Nàng tập trung quan sát linh khí lưu truyền, không biết qua bao lâu, rốt cuộc phát hiện ra điểm khác thường. Cụm linh khí khổng lồ này giống như là một trạm vận chuyển trung gian linh khí không ngừng được đưa đi theo mấy chục hướng khác nhau khiến cho nó lúc nào cũng cuộn trào. Diệp Tố nhận ra có bàn tay ai đó trong chuyện này. Chỉ có trận pháp mới có thể khiến một lượng linh khí bàng bạc như thế tụ mà không tan, có người đã dùng trận pháp điều khiển số linh khí này, vận chuyển chúng đến nhiều nơi khác. Diệp Tố tập trung thần thức lại, chọn một phương hướng linh khí lưu truyền mà đi theo, còn chưa thấy được phương hướng đó có cái gì thì lại nhận ra thần thức của nàng một lần nữa bị lực lượng nào đó theo dõi. Lần này nó trực tiếp tấn công muốn phá hủy thần thức của nàng. Trong nháy mắt đó cảm quang của Diệp Tố phảng phất như đình trệ, nàng có thể nhìn thấy rõ thần thức của mình biến thành cho tàn, chỉ cần một lát thôi nó sẽ lan ra khiến toàn bộ thần thức của nàng tan rụi. Diệp Tố nhanh chóng quyết định cắt đứt tất cả thần thức được phóng xuất ra, lui trở về. Ở sau núi Thiên Cơ Môn, lúc này Diệp Tố bỗng nhiên mở to mắt, cả người bị mồ hôi lạnh thấm ướt, nàng đứng tại chỗ một lát, sau đó chợt phun ra một búng máu. Hai chân mềm nhũn, quỳ dạp xuống đất. Diệp Tố chống tay xuống đất thở dốc, lúc cúi đầu nàng cũng vừa vặn nhìn thấy mầm linh thảo vừa rồi phát hiện được, ánh mắt trầm xuống, trong lòng dần hiện ra một cái suy đoán. Có người rút ra linh khí trong linh mạch thiên cơ môn đưa đi nuôi dưỡng địa phương hoặc là đồ vật nào đó. Một lúc lâu sau Diệp Tố bỗng nhiên nhận được truyền tin ngọc điệp của Từ Trình Ngọc, nàng giơ tay lau đi vết máu bên môi, chậm rãi đứng lên, ấn mở ngọc điệp, Từ huynh từ Trình Ngọc ở đối diện cả người chật vật, trên thanh kiếm đang nắm trong tay máu vẫn còn đang chảy dòng dòng, nhưng hai mắt lại trong trẻo, hắn nhìn Diệp Tố hỏi cô ra khỏi luân chuyển tháp rồi à? Từ nửa năm trước khi ma giới xâm lấn, các tông môn sau khi trở về liền không ngừng nghỉ chạy đi chạy lại các thành trấn để thanh trừ ma vật, lúc mới đầu còn luống cuống tay chân, hiện tại không ít đệ tử các tông đã có thể một mình đảm đương một phía. Từ Trình Ngọc chính là một trong số đó, trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn ở một chấn nhỏ bên ngoài đồ thủ thành, dẫn theo sư đệ sư muội quét dọn ma vật. Vốn dĩ hắn canh thời gian muốn liên lạc với Diệp Tố khi nàng ra tháp, nhưng lúc ấy lại gặp phải một toán ma vật tràn tới nên phải đến lúc này mới có thể gửi tin cho nàng. Vừa hỏi xong từ Trình Ngọc liền phát hiện sắc mặt của Diệp Tố không đúng, vội vàng hỏi cô đã xảy ra chuyện gì ư? Không có việc gì, vừa rồi tu luyện ra đường rẽ mà thôi. Diệp Tố đáp, ta đã trở về thiên cơ môn từ trình ngọc không hoài nghi lời nói của diệp tố lực chú ý của hắn đặt ở những chuyện khác bọn dịch sư đệ đi luân chuyển tháp đón cô sao là bồng lai thanh sứ xé rách không gian đưa ta trở về bàn tay diệp tố đặt ở sau người không khống chế được mà run rẩy mặc dù nàng đã dùng tốc độ nhanh nhất cắt đứt toàn bộ thần thức nhưng vẫn không cách nào xóa được ấn tượng mà cổ lực lượng kia đã in trong đầu nàng tuy nhiên cổ lực lượng đó có vẻ cũng rất kiêm kỵ nàng từ Trình Ngọc hơi kinh ngạc, bồng lai thánh sứ chưa bao giờ lo chuyện bao đồng, bất quá việc này xảy ra với Diệp Tố thì tựa hồ cũng không quá hiếm lạ. Hắn liền hỏi tiếp cô đã ở trong luân truyền tháp một năm, cảm giác thế nào? Có tìm được thông đạo lên tầng thứ 9 hay không? Sau khi lục trầm hàn bị đá xuống, không đến vài ngày sau ma vật đã tràn tới, mọi người chỉ có thể rời đi trước, bọn họ cũng không rõ lắm chuyện bên trong luân truyền tháp, nhưng có bồng lai thánh sứ canh giữ bên ngoài, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Tuy rằng không biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra bên trong luân chuyển tháp nhưng bọn hắn vẫn luôn ôm hy vọng cực lớn đối với Diệp Tố, cảm thấy nàng có lẽ sẽ tìm được đường lên tầng thứ 9. Dù sao Diệp Tố luôn có thể làm được những việc mà người khác không làm được. Không có thông đạo lên tầng thứ 9, nửa năm sau này ta đi xuống dưới, ở mỗi tầng một đoạn thời gian. Diệp Tố hoãn một hồi mới có thể loại bỏ được nỗi sợ hãi trong đầu. Không tìm được tầng thứ 9 cũng không sao, có thu hoạch là tốt rồi. Từ Trình Ngọc cười nói, mấy người minh sư đệ vẫn luôn muốn trở về thiên cơ môn, hiện giờ cô đã trở lại, bọn họ hẳn là càng muốn nhanh chóng quay về. Ta còn chưa kịp liên lạc bọn họ, Diệp Tố rũ mắt thấy mầm linh thảo trên mặt đất, lập tức hỏi Từ Trình Ngọc, Từ Huynh, lúc trước khi Huynh ở trong bí cảnh kết anh thất bại, thần thức đã thấy cái gì? Từ Trình Ngọc sừng sốt, lúc trước khi kết ảnh trong bí cảnh, thần thức của hắn phóng xuất ra ngoài, nhưng đã đụng tới thứ gì đó nên mới dẫn tới kết anh thất bại hiện giờ nghĩ lại, lại không nhớ rõ đã gặp phải cái gì. Ta cũng không thấy rõ, từ Trình Ngọc hỏi lại Diệp Tố, sao lại hỏi chuyện này. Diệp Tố lắc đầu, đột nhiên nghĩ tới mà thôi. Cô trở lại thì tốt rồi, từ Trình Ngọc nói, lần này ma giới xâm phạm bốn phía, các thành đều cực kỳ thiếu các luyện khí sư chung, cao cấp, chảm kim tông, vẫn là lựa chọn hàng đầu của mọi người. Thiên cơ môn mặc dù đột nhiên nổi lên ở tông môn đại bỉ, lại có mấy người diệp tố nổi bật trên bách thanh bảng nhưng tu chân giới đối đầu với ma vật đều cần pháp khí phải từ nguyên anh trở lên. Các đệ tử thiên cơ môn vẫn còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Ngoài ra nửa năm nay, Lục Trầm Hàn rất được chú ý. Từ Trình Ngọc nói huyền truyền, kỳ thật Lục Trầm Hàn tựa hồ là lần thứ hai quay lại danh hiệu đệ nhất nhân của thế hệ tu sĩ trẻ tuổi. Trong nửa năm này Dịch Huyền và Du Phục thời chỉ lo thủ thiên cơ môn, không đi đâu cả. Các tông môn tu chân giới vội vàng tiêu diệt ma vật ở khắp nơi, không hơi sức đâu mà chú ý đến hai đệ tử còn con. Các đệ tử thiên cơ môn đúng là ở tông môn đại bị một năm trước đã nổi bần bật trước mặt toàn thể tu chân giới, nhưng chỉ một năm sau đã không còn ai nhớ đến nữa. Hiện giờ truyền kỳ của tu chân giới chính là sự tích Lục Trầm hán nhất kiểm trảm ma, hắn dẫn theo đệ tử côn luân từ phía tây một đường đi về phương bắc, trảm ma vô số. Ta đã biết, Diệp Tố nói sắp tới chúng ta sẽ tu sửa hộ môn đại trận, hẳn là cần phải chờ đại trận được sửa xong mới có thể tiếp các sư đệ sư muội trở về. Được, vừa hay bọn họ ở bên này hỗ trợ luyện khí. Từ Trình Ngọc nói xong thì quay đầu thấp giọng nói mấy câu với đệ tử vừa đi tới, bọn họ còn phải đi dàn xếp thường dân trên chấn nhỏ nên không thể hàn huyên thêm với Diệp Tố được nữa. Tắt đi truyền tin Ngọc Điệp, Diệp Tố lại một lần nữa đánh giá linh mạch ở sau núi, rõ ràng vẫn là bộ dáng của từ trước đến nay, nhưng trong lòng nàng lại trở nên phức tạp cực kỳ có người đã âm thầm động tay động chân vào linh mạch thiên cơ môn ngoại trừ người thiên cơ môn dư lại chỉ có một người có thể tiếp xúc với linh mạch người mà cách một đoạn thời gian sẽ đến tu sửa hộ môn đại trận diệp tố xoay người đi trở về cửu huyền phong trên đường đi nàng cũng gửi tin báo cho trương phong phong về chuyện này trưởng môn thật lâu sau cũng không trả lời mãi cho đến khi Diệp Tố về đến trong sân của đệ tử trên cửu huyền phong ông mới nhắn lại một câu. Bây giờ ta trở về. Tỷ đi đâu vậy? Dịch huyền ngồi trước bàn, đam trà lau trọng minh đao, hắn nhìn về phía gian phòng đầu tiên, hôm nay hắn ra tới hai lần, buổi sáng và giữa trưa. Trước kia khi Diệp Tố còn chưa về, vị tiểu sư đệ nào đó có thể ở lì trong phòng ngủ liên tiếp mấy ngày. Ở sau núi, thanh âm của Diệp Tố có chút khàn. Dịch Huyền dừng tay đang trà lau trọng Minh Đao, lại một lần nữa nhìn về phía Diệp Tố. Hắn cảm thấy Đại sư tỷ có gì đó không quá giống với thường ngày. Lúc này Diệp Tố đang cúi đầu liên lạc Hoàng Nhị Tiền. Diệp chủ, cô rốt cuộc cũng xuất hiện rồi. Hoàng Nhị Tiền vừa nhìn thấy Diệp Tố, nước mắt nước mũi liền giàn rủa. Nửa năm qua ngươi thế nào? Diệp Tố hỏi hắn. Cũng còn tạm. Hoàng Nhị Tiền có chút may mắn nói, chúng ta còn chưa mở rộng cửa hàng chỉ có một nhà ban đầu ở Định Hải Thành và một nhà ở Đồ Thủ Thành mà thôi. Nên khi ma giới tràn vào cũng không chịu quá nhiều ảnh hưởng. Phía toàn điển hành bên kia nội việc cung ứng vật tư bọn họ đã làm không xuể, không có tinh lực đối phó với chúng ta. Thêm nữa nhờ vào danh nghĩa thiên cơ môn nên chúng ta vẫn có thể thu được một ít tài liệu không tồi, sinh ý vẫn duy trì tạm ổn. Diệp Tố gật gật đầu, nói ra yêu cầu ta cần linh thạch, càng nhiều càng tốt chương 152. Tông Sử Để dựng lên hộ môn đại trận cần một lượng linh thạch cực lớn, Diệp Tố muốn dâng nó lên để có thể một lần trông thấy đại trận hoàn chỉnh một cách rõ ràng, muốn xem thử nó có liên hệ gì với linh mạch sau núi hay không. Được, Hoàng Nhị Tiên thậm chí không hỏi lý do là gì, trực tiếp đồng ý, ta sẽ đưa tới thiên cơ môn. Truyền tống trận ở khu vực này không dùng được nữa. Dịch huyền đang trà lau trọng minh đao chen vào một câu, chỉ có thể dùng quyền trục truyền tống. Hơn nửa năm này vô âm tông tìm người đến thiết lập một truyền tống trận trong tông môn của chính mình, truyền tống trận dưới chân núi không có người duy trì hoạt động, cứ thế mà hoang tàn. Ta có quyền trục truyền tống, Hoàng Nhị Tiên nói, nửa năm nay quyền trục truyền tống bán rất chạy, rất nhiều tu sĩ cần mua nên ta nhập vào rất nhiều. Hiện giờ truyền tống trận đa phần chỉ được vận hành ở các thành lớn, các địa phương nhỏ dễ dàng bị ma theo dõi, có thể khi vừa đến nơi liền sẽ lọt vào phục kích của ma vật, trong khi quyền trục truyền tống có thể trực tiếp đến được mục tiêu, chính xác và tiện lợi hơn. Vậy ta đi chuẩn bị linh thạch ngay." Hoàng nhỉ tiền đóng lại truyền tin ngọc điệp. Diệp Tố ngồi thẳng xuống bậc thang trong sân, thức hải trong linh phủ của nàng vẫn đang không ngừng quay cuồng, vừa rồi tự đoạn thần thức mang đến ảnh hưởng không nhỏ, đầu nàng đau muốn nứt ra. Nhưng từ góc độ của Dịch Huyền chỉ nhìn thấy Diệp Tố mặt không biểu tình không nói lời nào ngồi im ở kia mà thôi. Sư phụ, dịch huyền bỗng nhiên đứng lên, nhìn Trương Phong Phong từ bên ngoài vội vàng tiến vào. Diệp tố ngước mắt nhìn Trương Phong Phong, cũng một lần nữa đứng dậy, sư phụ. Hai mày dịch huyền trao lại, nốt ruồi đỏ như ẩn như hiện, hắn nhìn sư phụ và đại sư tỷ, nhất định có chuyện gì đó đã xảy ra mà hắn không biết. Ta đã lùi lại một ít đơn luyện khí của hợp hoan tông. Trương Phong Phong bước tới, đánh giá Diệp Tố từ trên xuống dưới, còn có bị thương hay không? Diệp Tố lắc đầu, không có. Trương Phong Phong không tin, ông đưa tay ra bắt lấy cổ tay nàng, muốn đưa linh lực vào thăm dò nhưng lại bị Diệp Tố tránh thoát. Sư phụ, Diệp Tố dẫn câu chuyện về đề tài cũ, đã từng có những ai đến Thiên Cơ môn để tu sửa đại trận. Hộ môn đại trận, khi Trương Phong Phong tiếp nhận chức vị trưởng môn, Thiên Cơ môn đã vào thế suy bại, các đại tông khác đã không còn cùng Thiên Cơ môn lui tới. Sư tổ con năm đó đi tìm tông chủ Vạn Phật Tông để tu sửa nhưng đối phương từ chối. Còn trước đó nữa thì đại khái mỗi 100 năm sẽ mời người tới kiểm tra một lần. Ông cũng chỉ mới hơn 200 tuổi, ở tu chân giới không tính là lớn, thậm chí gắn một chữ tiểu vào trước danh xưng cũng không quá phận, gần như vẫn được xem là thanh niên, thậm chí ông còn nhỏ hơn cả Hồ trưởng lão và Dương Đàm. Có rất nhiều chuyện trong quá khứ thiên cơ môn ông cũng không rõ ràng lắm vậy thiên cơ môn chúng ta có tông sử hay không diệp tố hỏi nàng chưa từng thấy qua tông sử ở trong tàng điểm các theo lý mà nói tông môn đã từng huy hoàng như thiên cơ môn hẳn là sẽ có tông sử theo sát từng sự kiện trương phong phong đầu tiên là gật đầu sau đó lại lắc đầu khi còn nhỏ ta có gặp qua tuy nhiên sau khi sư phụ truyền chức vị cho ta thì lại tìm không thấy nữa là dương trưởng lão đã cầm đi sao diệp tố biết dương đàm đã từng muốn làm trưởng môn thiên cơ môn không đâu ông ta cũng không có hứng thú với tông sử thiên cơ môn. Trương Phong Phong khẳng định chắc chắn, thiên phú của Dương Đàm không cao, lại không thích đọc sách, chỉ thích học đòi văn vẻ theo các cao nhân trong thoại bản, cảnh giới của ông ta hiện tại cũng chỉ mới nguyên anh hậu kỳ. Dịch huyền ngồi bên cạnh nghe cả nửa ngày cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng biểu tình của hai người đối diện lại cực kỳ nghiêm túc, tựa hồ chuyện xảy ra hẳn là đại sự nên không khỏi hỏi, sư phụ, hai người đang nói cái gì vậy? Diệp Tố nghiêng đầu sang nhìn hắn nói, linh mạch của thiên cơ môn không phải khô cạn mà là bị rút ra giam cầm ở nơi nào đó. Mấy câu ngắn ngủn những cũng đủ khiến dịch huyền hiểu rõ tính nghiêm trọng của sự việc. Dịch huyền bỗng nhiên nhìn ra ngoài sân, hồ trưởng lão đang ở dưới tí luyện trường, có thể hỏi ông ấy. Hồ trưởng lão là sư bá của Trương Phong Phong, hẳn là biết tông sử đã đi đâu. Ta đi tìm ông ấy, Trương Phong Phong lập tức xoay người đi xuống. Diệp Tố nhìn dịch huyền, đệ đi cùng sư phụ đi. Dạ, dịch huyền nắm trọng minh đao đuổi kịp trương phong phong. Diệp tố lấy ra từ trong túi càn khôn trận pháp nàng đã vẽ lại ngày hôm qua, vẫn còn chưa hoàn chỉnh, nàng vẫn còn cần phải trải vuốt nhiều chỗ mới có thể nắm rõ được đại trận. Lúc này, cửa phòng phía sau lưng nàng mở ra, du phục thời chậm rãi bước đến, hắn bị thanh âm bên ngoài sân đánh thức mới biết được Diệp tố đã về. Cô đã đi đâu? Du Phục thời hôm nay dậy hai lần đều không nhìn thấy nàng nên dứt khoát tiếp tục ngủ. Đi sau núi, Diệp Tố gom những tờ giấy đang trải trên bậc thang sang một bên, sau đó theo thói quen lót vạt áo của mình lên đó. Du Phục thời cực kỳ tự nhiên ngồi xuống, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm mặt Diệp Tố, cô làm sao vậy? Không có việc gì, Diệp Tố rút ra một tờ giấy trong đống giấy vừa rồi, chuẩn bị cúi đầu xem. Du Phục thời ở bên cạnh bỗng nhiên nghiêng đầu tựa sát vào nàng mặt của hai người gần như dán vào nhau, hai mắt hắn hơi rũ xuống, hàng mi vừa rậm vừa dài tỏa bóng xuống làn da như ngọc, hắn nhẹ nhàng người người, ngay sau đó ngước mắt lên, nghiêm túc nói, mùi máu. Diệp Tố ngửa người ra sau, đẩy hắn ra, ừ. Nàng thi triển thanh khiết thuật một lần nữa, đảm bảo tất cả vết máu dính trên người được xử lý sạch sẽ. Du phục thời nâng lên một tay chống cằm, nhìn chằm chằm Diệp Tố một lát, hỏi cô bị thương một chút thương nhỏ thôi, không đáng ngại. Diệp Tố thuận miệng ứng phó đáp. Nhìn kìa, Du Phục Thời bỗng nhiên chỉ tay về một phía hô lên. Cái gì? Diệp Tố nhìn theo hướng hắn chỉ. Sau đó Du Phục Thời liền nhanh như cắt sạch một đường trên đầu ngón tay, đốt máu vào trong miệng nàng. Diệp Tố căn bản không hề bố trí phòng vệ với Du Phục Thời, không ngờ được hắn lại dùng một chiêu như vậy, chờ khi nàng phản ứng lại nắm tay hắn kéo ra thì cũng đã chậm máu hắn đã hòa trong miệng nàng. Du phục thời, biểu tình Diệp Tố tức giận, lạnh lùng kêu tên của hắn. Du phục thời đúng lý hợp tình đưa ngón tay tự hắn rạch thương đến trước mặt nàng, ta bị thương rồi. Một hơi tức tối của đại sư tỷ hít vào không được thở ra không xong, còn phải nhận mệnh nắm lấy tay hắn, dùng linh lực thay hắn chữa trị vết thương. Giọt máu kia hiệu quả thần kỳ, vừa tan ở trong miệng thì trong nháy mắt linh phủ nàng liền bốc lên một cỗ lực lượng bằng bạc, thức hải quay cuồng bị áp chế xuống, đau đớn sau khi cắt đứt thần thức cũng được làm dịu ngay tức thì. Thậm chí còn ẩn ẩn cảm giác cảnh giới có dấu hiệu thả lỏng. Nhưng vì thế mày của Diệp Tố càng nhăn chặt hơn, buông ngón tay hắn ra không vui nói, đừng lại tùy tiện lấy máu của mình ra. So với huyền âm chi thể chỉ tăng lên công hiệu của pháp khí, máu này quá mức nghịch thiên, một khi bị người theo dõi thì không phải là chuyện tốt. Cũng chẳng phải cho ai khác, dù phục thời nhỏ giọng nói thầm, không rõ phàm nhân này đang êm đẹp lại tức giận cái gì. Diệp Tố nhìn tiểu sư đệ, trong lòng thở dài một tiếng. Dưới chân núi, Trương Phong Phong tìm được hồ trưởng lão, hỏi ông có biết tông sử hiện tại đang ở đâu không? Sao vừa trở về lại hỏi tông sử? Hồ trưởng lão kinh ngạc, làm trưởng môn lâu như vậy cũng chưa thấy con hỏi qua đó. Trương Phong Phong, ông chỉ có thể đáp là không muốn xem lại lịch sử huy hoàng tránh càng thêm thương tâm, nên mới không hỏi về tông sử không ở trong thiên cơ môn. Hồ trưởng lão vừa tưới nước một chậu cây khô khốc bên cửa sổ vừa nói. Sư bá ngài biết nó ở đâu sao? Trương Phong Phong vội vàng hỏi. Hồ trưởng lão gật đầu, ta nhớ rõ là Phạm Ương Thủy mang đi. Phạm Ương Thủy, hiện là là đệ tử Tràm Kim Tông, bà không những tự mình đầu phục Tràm Kim Tông mà còn mang theo đệ tử một phong rời khỏi thiên cơ môn. Nàng ta rời đi thì mang theo tông sử làm cái gì chứ? Trương Phong Phong phát sầu, suy nghĩ làm sao để có thể lấy về được. Hồ trưởng lão buông bình nước, nhìn nhìn Trương Phong Phong, lại nhìn thoáng qua dịch huyền đang đứng phía sau ông, đoạn ông vẫy vẫy tay với hai người, ý bảo bọn họ lại gần hơn. Hai người thấy thế nhanh chóng dịch bước chân, nhưng người kề sát. Phạm Ương Tùy nói dẫn đệ tử đi chàm Kim Tông, bá chiếm danh ngạch mỗi phong của bọn họ, nỗ lực lên chức chấp sự, trưởng lão, tương lai lại cố gắng giành lấy chức vụ tông chủ, cuối cùng thay biển hiệu trảm kim tông thành thiên cơ môn. Hồ trưởng lão hạ giọng nói, mang theo tông sử, định kỳ quan sát, xem như là một loại ký thác nhắc nhở. Trương Phong Phong, dịch huyền. Không thể không nói, Trương Phong Phong lại thật sự có chút tin tưởng chuyện này. Lúc trước trong số các đệ tử trảm kim tông từng đề danh bách thanh bảng, trừ hai đệ tử thân truyền dòng chính ra thì ít nhất có ba phần năm là các đệ tử đã từng là người thiên cơ môn. 500 năm trước, linh mạch thiên cơ môn hoàn toàn khô cạn, chạm kim tông không ngừng rở trò, muốn đoạn hết tất cả sinh lộ của thiên cơ môn, còn muốn lôi kéo đi không ít đệ tử có thiên phú cao, bọn chúng cả ngày mai phục dưới chân núi lén lúc thuyết phục các đệ tử. Lúc ấy người thiên cơ môn không phòng bị, cuối cùng phạm ương thủy dẫn theo đệ tử của một phong rời đi. Sau khi tiến vào chàm kim tông thì các đệ tử bị phân tán vào các phong khác nhau, bà bị cô lập một thân một mình. Ngoài ra bọn họ cũng không nhận được bao nhiêu tài nguyên. Trảm Kim Tông một lòng chỉ muốn chèn ép thiên cơ môn nên chẳng bao giờ nghĩ đến cho họ tài nguyên gì cả, chẳng qua đem các đệ tử thiên phú cao về đặt dưới mi mắt cho càng an tâm. Tuy là như thế nhưng vẫn có không ít các đệ tử đã từng là đệ tử thiên cơ môn, dựa vào số tài nguyên cần cỗi mà vượt qua đệ tử bồn tông Trảm Kim Tông. Sau đó các đệ tử này dựa vào bản lĩnh luyện khí giúp khuếch trương thanh danh Trảm Kim Tông lớn mạnh hơn mới dần dần khiến người Trảm Kim Tông thả lỏng cảnh giác. Phạm Ương Tùy hiện giờ đã lan lộn tới chức vị trường lão, trong số các chấp sự hiện tại cũng có không ít người đã từng là đệ tử thiên cơ môn, tương lai một khi những người này cũng trở thành trường lão, số lượng khả quan thì quyền lên tiếng cũng theo đó sẽ tăng theo. Tuy nhiên, không chờ nhóm người Phạm Ương Tùy nhiều năm về sau sẽ đại triển thân thủ, thiên cơ môn bỗng nhiên có xu thế khởi tử hồi sinh. Trường phòng phong nghe xong hồ trường lão nói thì hốt hoảng trở về, lượng tin tức ông nghe được trong hôm nay cũng không biết làm sao để tiêu hóa mấy đứa cần tông xử làm cái gì? Hồ trưởng lão đuổi theo hỏi. đến lúc đó sư bá người sẽ biết. Trương Phong Phong ném xuống một câu. khi hai người một lần nữa trở về sân của đệ tử trên cửu huyền phong, Diệp Tố đang ngồi trên bậc thang nhập định, du phục thời ngồi bên cạnh nàng, một tay thì cầm lấy tay nàng, tay còn lại khẩy khẩy mấy tờ giấy vẽ pháp trận. Trương Phong Phong cho rằng Diệp Tố đang mộ đạo, ông vẫy vẫy tay với du phục thời, nhỏ giọng gọi hắn, phục thời, phục thời đừng dựa vào trên vai sư tỷ như thế. Du phục thời chỉ nhìn thoáng qua Trương Phong Phong một cái, sau đó lại rũ mắt nhìn bàn tay mình đang nắm tay Diệp Tố, hắn xòe năm ngón tay ra áp vào bàn tay nàng so lớn nhỏ. Ngược lại Diệp Tố lại bị thanh âm của sư phụ nàng đánh thức, nàng mở mắt ra hỏi, sư phụ, hồ trưởng lão nói như thế nào? Trương Phong Phong sừng sốt, con không phải đang mộ đạo à? Con đang nghỉ ngơi thôi, Diệp Tố nói, có thông tin gì về tông sử không à? đang ở trong tràm kim tông, trương phong phong thuật lại ngắn gọn lời nói của hồ trưởng lão. là phạm trưởng lão Đo à? diệp tố như suy tư gì? còn đã gặp qua bà ấy sao? trương phong phong hỏi. diệp tố gật đầu, gặp qua một lần ở côn luân. lúc ấy diệp tố đang quan sát tông chủ tràm kim tông cùng hai thân truyền đệ tử thì cũng nhìn thấy phạm ương tùy lui tới. nàng chú ý đến bà vì khớp xương của tay bà rất thô điển hình của người luyện chế pháp khí quá độ mà không có nghỉ ngơi hồi phục đầy đủ. Không giống với những người chảm kim tông khác. Còn đi tìm bà ấy lấy tông sử, dịch huyền bỗng nhiên nói. Thấy mọi người trong viện đều nhìn mình, dịch huyền nghiêm túc nói với Diệp Tố, thì còn có việc phải làm, thân phận của sư phụ lại không tiện, tình hình bên ngoài hiện giờ cũng không xong, nên đệ đi là hợp nhất. Tình hình ma vật có mặt ở khắp nơi như hiện tại, dù sao kiếm tu vẫn an toàn hơn luyện khí sư nhiều. Diệp Tố nghĩ nghĩ, sau đó quay đầu nói du phục thời đưa quyền trục vạn cảnh thông, nàng đưa cho dịch huyền, cầm lấy cái này, nhưng đừng trực tiếp xông vào trảm kim tông đòi biết không. Để biết rồi, dịch huyền mở ra quyền trục vạn cảnh thông, trong nháy mắt biến mất trong sân. Tác giả có lời muốn nói. Kiều Kiều, rán rán bàn tay tương đương.